Tiếp theo chúng ta sẽ xem cái bài giảng của thầy Sơn. Anh cứ đứng và hẹn lòng cầu nguyện. Cảm ơn Chúa buổi sáng hôm nay cho tôi có cơ hội cùng học lời Chúa với Hội Thánh. Vài tuần trước thì chúng ta có học với nhau về cuộc đời của Phaolô. Và thật ra khi tìm hiểu về cuộc đời của Phaolô, đây là một cuộc đời có rất nhiều điều quý giá để chúng ta có thể học tập. Từ đời sống của ông, và tuần trước thì chúng ta học về biến cố mà ông gặp Chúa và cuộc đời của ông được thay đổi một cách hoàn toàn cho đến chức vụ của ông và cho đến từng lời dạy dỗ của ông dành cho những tín hữu và hội thánh trong giai đoạn đầu tiên. Hay nói một cách khác, ngoài Chúa Giêsu ra thì chính chức vụ của Phaolô mà Chúa lấy ở trên vai trên con người của ông đó đã định hình và đem cái nền tảng thần học cho mọi cái niềm tin cơ đốc của chúng ta ngày hôm nay. Đây là một cuộc đời giá trị. Chúng ta ôn lại một tí xíu bài học đầu tiên và tuần trước mà tôi đã học với Hội Thánh. Cuộc đời của Phaolô trên trong biến cố mà ông đi bắt hại Hội Thánh của Chúa, và trên đường đã mắt đó ông đã gặp Chúa từ một cái đời sống theo bản ngã của mình, theo cái dục vọng riêng của mình, trở nên một đời sống có Chúa làm chủ. Và từ một đời sống mà ông muốn làm điều gì mà ông muốn thì ông làm, trở nên một đời sống mà ông làm bất cứ điều gì theo sự định hướng hay là sự sai phái của Chúa. Rồi từ một đời sống vô định cho đến một đời sống tràn đầy ý nghĩa. Tôi ao ước rằng là tất cả chúng ta đều ao ước rằng mình có một cái đời sống ý nghĩa, phải không? Chắc chắn ai cũng vậy, tôi cũng vậy, quý ông bà cũng vậy, luôn ao ước rằng ồ mình chỉ có một lần, một cơ hội duy nhất để thắc mắc là vì sao tên Phaolô trở nên tên Phaolô. Chúng ta khi đọc Kinh Thánh chúng ta nhớ lại rằng Gia-cốp ở trong Sáng Thế Ký đó, ông vợ lộn với Chúa và tên của ông được thay đổi từ Gia-cốp trở thành Israel. Rồi, bây giờ khi mà chúng ta xem cái phần giới thiệu phần đầu của bài giảng này, không biết quý vị có để ý một cái chi tiết ở trong vấn đề về hình ảnh hay không? Cái bóng của thầy Sơn á, nó đổ dài ở trong giữa cái đường đi giữa hai hàng ghế. Thì cái điều này cho chúng ta thấy là cái gì? Là cái dàn đèn ở phía sau lưng này đó, nó sáng hơn cái dàn đèn ở phía trước mặt. Cho nên nó mới tạo cái bóng đổ dài về phía cử tọa như vậy. Thì sáu cái đèn ở phía sau này, sáu đèn tròn này đó, người nghe họ ngồi họ nhìn lên người giảng đó, thì họ sẽ bị cái ánh sáng của mấy cái đèn đó có thể làm cho lóa mắt, hoặc là có thể làm cho họ bị distract. Thành ra cái structure của cái vấn đề ánh sáng, cái sân khấu này cần phải điều chỉnh lại, hoặc là mình đổi thành một cái angle nó chĩa xuống nhiều hơn chút xíu, tại vì tôi thấy nó ở trong cái tầm mắt của khán giả nhiều quá thì nó sẽ gây distracted, hoặc là nó làm cho người ta khó chịu khi mà cứ nhìn vào trong một cái nguồn sáng, mặc dù nó không phải chiếu thẳng vào mặt mình nhưng mà nó là cái nguồn sáng lớn. Thành ra lưu ý cái điểm đó. Cái thứ hai đó là về cái sân khấu, cái bục giảng, cái chỗ của thầy Sơn đứng cộng với là cái bục giảng đó thì nó rất là hẹp. Thành ra khi mà nó hẹp như vậy đó, mục sư đứng, xin lỗi, thầy Sơn đứng xong cái ngay trước cái chân mình là cái bục giảng rồi, cái đế của cái bục giảng rồi. Thành ra mình không có nhiều cái không gian để mà mình cử động, mình không có nhiều không gian. Nếu như mà mục sư, thầy Sơn mà đứng ở trên cái bậc thềm phía trên đó, bậc cao hơn đó, thì cái bục nó lại trở thành thấp, nó không có vừa với cái người của mình. Thì nên cái này tôi không biết là hội thánh có thể sắp xếp và điều chỉnh như thế nào, nhưng mà đây là cái điểm mà tôi quan sát được. Thì có thể là thầy Sơn đem cái bục giảng lên trên cái bậc phía trên luôn, thì dường như cái bậc bậc thềm ở trong đó, ở phía sau đó, nó rộng hơn là cái bậc thềm ngay chỗ thầy Sơn đang đứng bây giờ.
Thành ra có thể mình dời cái bục giảng lên một một bậc là nó sẽ giải quyết được vấn đề. Tại vì cái chỗ đứng của thầy Sơn tôi thấy nó rất hẹp, chắc khoảng chừng 2 feet, nếu tôi thấy không, nếu tôi nhớ không lầm được, tôi đoán không lầm là khoảng chừng 2 feet, thì nó quá hẹp cho cái bục giảng và cho cái người giảng nữa. Nên nó sẽ làm cho mình không có được tự do để mình đi tới đi lui. Nhưng mà chúng ta sẽ không tìm thấy trong Kinh Thánh tiếp tục là điều gì hay là bối cảnh nào để cho chúng ta biết rằng vì sao tên Saul trở thành tên Phaolô. Có lẽ trong quý ông bà có câu trả lời của mình rồi. Nhưng mà khi chúng ta tìm hiểu về Kinh Thánh thì chúng ta sẽ thấy rằng Saul là một cái tên Do Thái, bởi vì ông sinh ra tại vùng đất Tạc Sơ khoảng tới 1.000 dặm về phía bắc của thành phố Jerusalem. Và tên Phaolô đây là một cái tên mà của người Hy Lạp gọi cho cái tên Saul. Cho nên hai cái tên đó gần giống như là một cái tên. Nhưng mà người Do Thái sẽ gọi Phaolô là Saul và những người nói tiếng Hy Lạp sẽ gọi ông Saul là Phaolô. Đây là một cái điều rất là ý nghĩa. Bởi vì sao? Khi tôi đến Mỹ thì tên của tôi là Sơn, và mọi người khác thì gọi tôi là Son, là tôi quen thuộc với cái ông gọi như vậy. Cho đến một ngày ông giáo sư của tôi đi về Đà Nẵng, và trong kết nối sau đó ông nhắn tin cho tôi, ông nói rằng: "Sơn, xin lỗi, bởi vì trước giờ tôi đã pronounce, tôi đã phát âm cái tên của em bị sai." Và tôi nói rằng: "Xin hãy giữ cái cách mà thầy gọi tôi Son như vậy đó, bởi vì nếu mà thầy trở ngược về thầy gọi tôi là Sơn thì tôi sẽ không biết là thầy đang gọi tôi." Sơn hay Son là một cách đơn giản. Nhưng mà khi tìm hiểu, khi chúng ta thấy tại sao Saul người Tạc Sơ lại trở thành một Phaolô cho dân ngoại, cái tên của ông thay đổi có ý nghĩa trong cuộc đời của ông ở đây. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn thứ 11 câu 23, 27 ông kể lại rằng: "Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn." Quý vị có để ý cái tiếng chắc lưỡi không? Cách cách vài giây trước khi mà đọc kinh thánh đó. 27 ông kể lại rằng: "Tôi đã chịu." Khi mình giảng mình nên tránh những cái đó. Nó dễ, rất dễ gây cái sự phân tâm. Khó nhọc nhiều hơn, tù tội nhiều hơn, đòn vọt vô kể, nhiều lần suýt bỏ mạng, 5 lần bị người Do Thái đánh bằng roi, cố gắng để chạy xong cuộc chạy đua của mình. À, tôi nói chút xíu chỗ cái này. Chịu nhọc lắm lúc suốt đêm chịu. Mình là người giảng đó, thì cử tọa họ sẽ kỳ vọng là khi mình đọc kinh thánh đó, nó sẽ sống động và nó sẽ khác biệt hơn là những người tín hữu đọc kinh thánh. Thành ra chúng ta cũng cần phải luyện cái cách mình đọc kinh thánh. Mình gọi là đọc, nhưng mà nó phải là diễn cảm, tức là mình để cái cảm xúc, để cái tâm tư của mình ở trong đó, rồi có những cái lên giọng xuống giọng, hoặc là đọc nhanh đọc chậm, rồi có những cái khoảng ngắt ra, thì nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều thay vì mình chỉ đọc đều đều thôi. Đó, đói chịu khát, bao lần nhịn ăn chịu rét mướt trần truồng, đây là hình ảnh mà Phaolô mô tả lại. Thành ra khi mà mình luyện cái cách đọc kinh thánh á, nó hữu ích cho chúng ta rất là nhiều, bởi vì khi mình giảng thì mình sẽ thường xuyên trích dẫn kinh thánh. Hoặc là nhiều khi như trong trường hợp của thầy Sơn đây là cầm quyển kinh thánh để mà đọc, cũng không phải là cầm đọc mà là nhìn xuống để mà đọc. Thì tôi không có rõ là nhìn vào bản thảo, có lẽ là nhìn vào quyển kinh thánh để đọc. Nhưng mà cái giọng đọc đó, chúng ta lưu ý là kinh thánh khi mình đọc không phải mình muốn ngắt chỗ nào mình ngắt. Mình phải ngắt đúng chỗ, không thôi nó thay đổi cái ý nghĩa của cái lời văn ở trong kinh thánh. Và nếu mà mình không có quen đó thì mình nên đánh dấu, nên ngắt ở những cái chỗ nào có từng cụm từng cụm như vậy. Bên nghe qua cái phần kết luận chút. Khen Chúa, và chính sự vui mừng lời khen Chúa đó xì xích ở trong tay của ông rơi xuống, cửa ngục mở ra và ông bước ra ngoài. Và chính vì vậy ông khích lệ Philip rằng, hội thánh tại Philip rằng: "Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn, tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi." Cái câu trích ở đây, hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn, tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi đó,
Tôi nghĩ rằng thầy Sơn thuộc lòng cái câu này. Và nếu mà thầy Sơn trích cái câu này mà thuộc lòng đó, thì thay vì mình nhìn xuống mình đọc á, thì mình hãy nhìn cử tọa. Nó sẽ tạo cái hiệu ứng nối kết tốt hơn. À. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học về cuộc đời tổng hiến như cuộc đời của Phaolô. Rồi lưu ý điều chúng ta vừa nghe, buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học. Mình đã học xong hết 30 phút rồi, giờ sẽ học lần thêm bài nữa hay sao? Đấy không? Hôm buổi sáng hôm nay chúng ta đã học. Chính xác chỗ đó. Để chúng ta thấy rằng chúng ta không sống một cuộc đời khắc khổ mà sống bằng một cuộc đời bước đi theo Chúa trong niềm hy vọng, trong sự yêu thương và trong sự vui mừng. Mỗi ngày chúng ta có đang vui mừng với cuộc sống mà chúng ta có hay không? Buổi sáng hôm nay chúng ta không học phân đoạn Kinh Thánh này như chúng ta thường học hoặc là thường nghe ở trong tai nghe. Bởi vì người nằm đó sẽ không học được bài học này. Nhưng mà chúng ta ở đây, Chúa cho chúng ta đang còn sống đó trên đất để cho chúng ta có thể bước đi theo Chúa và ước gì mỗi đời sống của chúng ta có thể nói với Chúa rằng tôi vẫn đang chiến đấu anh dũng, tôi vẫn đang cố gắng để chạy xong cuộc chạy đua của mình, tôi vẫn đang so sánh giữ vững niềm tin của mình. Có thể Quý vị nghe lại chỗ này chút ha. bước đi theo Chúa và ước gì mỗi đời sống của chúng ta có thể nói với Chúa rằng Ước gì mỗi đời sống của chúng ta có thể nói với Chúa rằng, thì cái câu này rõ ràng là một cái câu áp dụng, nhưng mà quý vị nghĩ nó có phải là cái cách hiệu quả nhất để mà mình đưa cái phần áp dụng hay không? Ước gì nó có một cái, không biết chúng ta nghe có ra không, nhưng mà nó có một cái sự trách móc ở trong, trách trách móc ở trong đó. Ước gì chúng ta có thể, ước gì, tức là chúng ta hiện bây giờ không làm được điều đó, mà lẽ ra mình phải như vậy mà mình không làm được như vậy, cho nên bây giờ mình mới nói là ước gì. Thì khi mà chúng ta kết thúc một cái bài giảng mà mình muốn áp dụng một cái sứ điệp cho hội thánh của Chúa đó, mình cần hướng họ đến cái sự tích cực. Ví dụ ước gì chúng ta, nên nghe lại chỗ này chút xíu nha. người nằm đó sẽ không học được bài học này. Nhưng mà chúng ta ở đây, Chúa cho chúng ta đang còn sống đó trên đất để cho chúng ta có thể bước đi theo Chúa Chỗ này thầy Sơn cũng nói rất là và chậm. ước gì mỗi đời sống của chúng ta có thể nói với Chúa rằng tôi vẫn đang chiến đấu anh dũng. Ước gì mỗi đời sống của chúng ta có thể nói với Chúa rằng tôi vẫn đang chiến đấu anh dũng. Thì về cái câu đó đó, mình có thể đổi nó lại như thế nào để nó trở nên tích cực hơn? Quý vị có cái ý gì không? Mình dùng từ mong muốn được không bác sĩ? Mong muốn cũng là một từ có thể dùng được. Mình nói hãy được không bác sĩ? Dạ, hãy hãy là một cái từ rất là mạnh mẽ. Chúng ta hãy Mình sống, hãy quyết tâm, quyết tâm. hãy cậy ơn Chúa để sống một đời sống chiến đấu cho Chúa. Thay vì mình ước gì thì cái chữ ước đó nó mang tính chất may rủi, hên xui. Tại vì tôi ước mà được 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 thôi, phải không? Nhưng mình đổi nó chút xíu, tôi quyết tâm, chúng ta quyết tâm. Chúng ta bởi sự dạy dỗ của lời Chúa, bởi sự tuôn đổ năng quyền của Thánh Linh Chúa trong cuộc sống của chúng ta phải quyết tâm sống một đời sống, quyết tâm thay đổi, quyết tâm làm này làm kia. Hoặc là chúng ta hướng đến, chúng ta khao khát những cái chữ mà thí dụ như cái chữ mong ước với lại cái chữ khao khát á, thì cái chữ khao khát nó mạnh hơn rất là nhiều. Mình dùng cái chữ khao khát, hoặc là hãy để cho tình yêu của Đức Chúa Trời, cái sự chương trình cái ý muốn của Đức Chúa Trời được thành trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Hãy để cho, tức là mình mở ra cánh cửa, mình cho phép Đức Chúa Trời làm những điều mà Ngài cần phải làm trong đời sống của mình, thì nó sẽ mang tính chất tích cực và nó có cái tính quả quyết hơn rất là nhiều.
Tôi vẫn đang cố gắng để chạy xong cuộc chạy đua của mình. Tôi vẫn đang son sắt giữ vững niềm tin của mình. Để kết thúc, tôi chia sẻ lại câu chuyện cách đây hơn 10 năm. Tại Việt Nam, khi tôi mới được bổ nhiệm làm bác sĩ phó khoa tim mạch, thì trong cái giai đoạn đó, tôi có nhiều cái căng thẳng ở trong cái công việc. Tôi một buổi trưa tôi bước ra khỏi khoa của mình, và trên khoa của tôi thì đó là một cái lầu và người ta đang xây dựng trở thành cái khoa rehab, rehabilitation, tức là vật lý trị liệu tim mạch. Khi tôi bước vừa bước qua thì một cái tấm kiến xây dựng ở trên ban công bên trên rớt xuống ngay ở sau lưng của tôi. Và quý vị biết rằng tấm kính xây dựng thì kết cấu của nó dài, và nếu mà nó rơi thẳng đứng xuống thì cái lực ở trên nó xuống nó rất là nặng. Ok, cái câu chuyện của thầy Sơn kể ở cái khúc cuối này nó rất là tốt để có thể kết luận một cái bài giảng nói về cái sự thương xót, sự cứu rỗi, sự sự gìn giữ của Chúa, sự bảo vệ của Chúa. Nhưng mà cái cách nói và cái tốc độ nói đó, nó làm cho cái câu chuyện trở nên giống như là thiếu cái sự tương tác với lại cử tọa. Ví dụ cũng một cái câu chuyện đó mà mình kể cách khác. Bởi vì biết không, khoảng 10 năm trước hồi tôi còn Việt Nam, tôi làm ở trong một cái tôi làm phó trưởng ban trong bệnh viện gì whatever. Và tôi đang đi ngang cái chỗ đó có cái tấm kiến tự trên cao nó rớt xuống, mà quý vị biết là kiến trong xây dựng nó phải dày vậy nè, nó nặng thế này, nó rớt trúng ngay chỗ tôi là cho tôi xong rồi. Tôi xong đời tôi rồi. Nhưng bởi sự thương xót của Chúa, bởi sự gìn giữ của Chúa, bởi chương trình của Chúa mà tôi được cứu. Cái khoảnh khắc đó cái miếng kiến nó bể sau lưng tôi. Mình diễn tả cái câu chuyện nó sống động hơn, cái tốc độ nói của mình nhanh hơn chút xíu, mình thêm những cái chi tiết, những cái hình ảnh nó thật chứ không phải là mình vẽ ra câu chuyện, nhưng mà mình làm cho nó dramatic hơn chút xíu thì cái hiệu ứng của câu chuyện nó sẽ mạnh hơn. Ví dụ cũng cái câu chuyện này, nó cái miếng kiến nó rớt sau lưng tôi, nó bể vỡ nát ra hết, và tôi không thể tưởng tượng được nếu như mà tôi bước chậm một chút xíu thôi, chậm nửa bước thôi, và nó rơi trúng ngay cái đầu của tôi thì cái chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi không hình dung được. Miếng kiến nó vẫn bể nhưng mà chắc tôi cũng lăn đùng ra tôi chết chẳng hạn như vậy. Thì những cái hình ảnh đó nó sẽ khắc ghi cái câu chuyện này vào trong lòng của người nghe một cách rõ hơn. Và tấm kính rơi xuống sau lưng tôi và nó tan tành. Câu chuyện đã xảy ra vào năm 2012. Tôi quay lại thấy tấm kính, những người thi công ở bên trên thì họ hốt hoảng. Những người nhà của thân nhân bệnh nhân đứng quanh đó thì họ đều hốt hoảng, bởi vì nếu tôi bước chậm đi một giây hoặc hai giây thì tấm kính sẽ rơi thẳng lên trên người tôi. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi tôi kể chuyện này, quý vị sẽ thấy rằng trong cuộc đời chúng ta sẽ có nhiều biến cố giống như vậy. Nào, khi mà quý vị kể một cái câu chuyện nó mang tính chất mà cá nhân và nó thấy rõ cho nó cho cử tọa thấy rõ cái sự thương xót và sự bảo vệ của Chúa đó, thì thầy Sơn đã làm gần tới rồi, nhưng còn thiếu gọi là the last nail to the coffin, cái đinh cuối cùng cho cái hòm. Tức là chỗ này thầy Sơn dừng lại, kể câu chuyện nó dừng lại, nhưng mà không có nói cái góc cạnh cá nhân mình, cái trải nghiệm cá nhân mình với Chúa trong cái tai nạn đó. Và nó thiếu, bởi vì đó là cái climax, cái đỉnh điểm của cái câu chuyện. Mình đẩy nó lên, mặc dù cái cách đẩy thì nó hơi chậm, nó hơi từ từ. Ok, thì cái đó là cái phương pháp mình nói sao đi. Nhưng bây giờ mình nói về cái nội dung nè. Mình đã đẩy lên được gần tới đỉnh rồi, cái tới đó cái tuột xuống. Quý vị nghe, quý vị thấy rõ điểm đó. Đứng xuống thì cái lực ở trên nó xuống nó rất là nặng. Và tấm kính rơi xuống sau lưng tôi và nó tan tành. Tức là mọi người xung quanh nó ai cũng hốt hoảng, ai cũng lo lắng hết trơn á. Xong rồi cái mà điều thầy Sơn rút ra là chúng ta trong cuộc sống chúng ta cũng sẽ có những cái hoàn cảnh tương tự như vậy. Có thể có thể không. Nhưng trong cái câu chuyện này, cái hoàn cảnh này, Chúa dạy gì cho thầy Sơn? Chúa đụng chạm thầy Sơn như thế nào? Và thầy Sơn học được điều gì về Đức Chúa Trời qua cái câu chuyện này? Thì cái đó nó là last nail to the coffin, là nó sẽ chốt cái vấn đề vào trong tấm lòng của người nghe. Câu chuyện nó thật sự là rất là thấy rõ sự thương xót của Chúa, thấy rõ sự gìn giữ của Chúa. Bây giờ mai mốt tôi gặp cái hoàn cảnh tương tự như vậy, tôi sẽ đáp ứng với Chúa như thế nào?
Tức là mình qua cái cách mình kể câu chuyện đó là mình dạy luôn cái người tín tín hữu là khi anh chị em gặp có hoàn cảnh tương tự như vậy, anh chị em nên dừng lại, nên đặt cái câu hỏi, nên tạ ơn Đức Chúa Trời, nên như thế này, nên như thế này, nên như thế này. Nó sẽ trở nên rất là sống động. À. Rồi bây giờ mình qua cái phần lượng giá của các anh em. Thì về cái phần nội dung, phần giới thiệu thì tôi thấy trong cái bài giảng này không không có cái phần giới thiệu, vì người giảng đi thẳng vào cái bài giảng luôn. Và có lẽ thầy Sơn nối kết với lại cái bài giảng trước và dùng cái đó như là một cái phần dẫn nhập cho cái bài giảng này, nhưng mà nó không phải là một cái phần dẫn nhập rõ ràng. Cho nên nó thiếu đi cái sự nối kết với lại cử tọa. Thì có thể nối kết là những người tuần trước họ đi, họ nghe cái bài giảng trước đó, thì họ biết cái chuyện mà thầy Sơn đang nói. Nhưng nếu mà có thân hữu, một có người mới, họ bước vô họ chân hửng, họ không biết ủa tuần trước họ thánh nói gì, mục sư nói gì, tôi đâu biết đâu, tôi mới vô đây là bữa nay là đầu tiên chẳng hạn vậy, thì mình mất đi một phần nối kết với những người như vậy. Cho nên chúng ta lưu ý trong cái bài giảng mình nên có cái sự nối kết ở khúc đầu. À, nó là cái sự khởi động một phần là cái giọng nói của chúng ta về phương diện kỹ thuật. À, những cái câu nói, những cái câu chào đầu tiên hoặc là những cái sự nối kết đầu tiên với lại cử tọa đó là cái sự khởi động cái thanh quản của chúng ta để bắt đầu vào trong cái bài giảng. Và nó cần thiết để chúng ta nối kết với lại cử tọa. À, khi mà cử tọa họ đã hook in rồi đó, họ gắn kết với lại cái sứ điệp rồi đó, thì cái khả năng lĩnh hội nó sẽ cao hơn. Kinh Thánh thì tôi thấy là phân đoạn Kinh Thánh này thầy Sơn có theo sát và có giải nghĩa một cách rất là cụ thể. Rồi phần tóm tắt thì tôi thấy hơi khó tóm tắt, bởi vì ý chính ở trong cái bài giảng không có được trình bày một cách rõ ràng lắm. Nhưng mà những người khác thì nghe có những cái thấy được những cái ý, ví dụ như là hãy tận hưởng cuộc sống ngày hôm nay, sống tận hiến giống như ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời mình, vân vân. Nhưng mà đó là những, đối với tôi thì đó là những cái ý ở trong cái bài giảng, những cái câu trong một cái bài giảng, chứ không hẳn là một là cái ý chính trong cái bài giảng. Rồi, phúc âm của Chúa Giêsu thì không phải là trọng tâm của cái bài giảng này, thì không có thấy đề cập đến cái điều đó. Rồi, người giảng có nói điều gì gây nhầm lẫn thì không có điều gì, rất là rõ ràng từ đầu tới cuối. Rồi, áp dụng thì có và nó rõ, nhưng mà cần phải mạnh mẽ hơn, như nãy tôi có nói trong cái phần áp dụng cái câu chuyện cuối cùng đó. Rồi cái minh họa thì cái ví dụ ở phần đầu mà thầy nói việc đổi tên Sơn rồi gọi từ Sơn qua Son chẳng hạn như vậy đó, thì nó chỉ là cái cách phát âm của một cái từ, chứ nó không có thay đổi ý nghĩa của cái từ. Cho nên cái câu chuyện đó, nó chưa có minh họa được cái sự thay đổi giữa tên Sauler và Phaolô. Cái câu chuyện mà thầy kể Jacob đổi thành Israel đó, thì cái câu chuyện đó nó phù hợp hơn với cái câu chuyện của Phaolô. Rồi cái độ dài thì 30 phút thì vừa đủ, rất là tốt. Phần kết luận thì kết thúc bài giảng là những cái lời khuyên chung chung, nó không có hướng đến một cái hành động nào để cải thiện đời sống cơ đốc hiện tại của cử tọa. Ý tôi muốn nói ở đây đó là hồi nãy thầy Sơn có đề cập đến cái mấy câu hỏi đó, ước gì là tôi có thể nói như thế này thế này, ước gì cái gì đó, thì cái đó nó chưa phải là cái hành động cụ thể. Mình muốn trong cái phần áp dụng đó là ok, với mà chị em hôm nay mình học cái bài học này, bây giờ tuần này về quý vị hoặc là suy nghĩ cái điều này hoặc là bắt đầu làm cái điều này, mình có những cái gợi ý rõ ràng cho họ, cụ thể cho họ. Thì đương nhiên không phải bài giảng nào cũng vậy, không phải bài giảng nào mình cũng đưa ra cái áp dụng cụ thể 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 điểm gì đó. Nhưng mà ít nữa đó, mình phải hướng một cái gì đó đến cụ thể. Ví dụ anh chị em suy nghĩ trong tuần này, bây giờ giả sử mình học bài học về cuộc đời tận hiến, thì bây giờ quý vị trong tuần này suy nghĩ cho tôi một việc thôi mà Đức Chúa Trời muốn quý vị dành thì giờ để làm cho Chúa ngày hôm nay, hay là trong tuần này. Chẳng hạn như Chúa cảm động quý vị trong tuần này đọc hết một sách Tin lành Maria, hay là một Tin lành Mark gì đó, whatever. Thì Tin lành Maria chỉ có 28 đoạn thôi, thì đọc trong vòng ngày 2 ngày là hết rồi. Giả sử như đây là điều Chúa cảm động quý vị làm, thì quý vị có sẵn sàng ngồi xuống để làm cái câu chuyện đó hay không? Thì mình hướng họ đến cái chỗ là họ suy nghĩ cái chữ tận hiến có nghĩa là gì. À,
và áp dụng cái sự tận hiến ở trong cuộc đời của họ như thế nào. Đương nhiên mình phải nói, mình phải hiểu, mình hiểu chung với nhau là đa số tín hữu họ không có tận hiến đâu. Mình mục sư mình cũng không tận hiến nữa chứ đừng nói gì tín hữu. Đó là thực tế. Nhưng mà ít nữa là trong cái cách người ta suy gẫm, người ta hiểu được cái chữ tận hiến như thế nào. Và mục sư chúng ta là mục sư, mình tận hiến trong một số lĩnh vực nào đó trong cuộc sống của mình, chứ tôi bảo đảm là mình không có tận hiến tất cả đâu. Mình chưa có đạt được tới cái level, cái mức độ là tận hiến trọn vẹn đâu, không có đâu. Tận hiến của cái chữ tận hiến chưa chưa đạt tới mức độ đó. Mình biệt riêng thì giờ đến hầu vị Chúa, mặc dù mình hầu vị Chúa trọn thời gian, mình nói là trọn thời gian nhưng nó cũng không nhất thiết là trọn thời gian đâu. Cho nên khi mà người tín hữu họ đối diện với cái thách thức như vậy đó, mình phải cho họ những cái suy nghĩ nhỏ, cụ thể, rõ ràng để họ có thể làm được, áp dụng được cái bài học của mình. Rồi khả năng ghi nhớ thì có sử dụng một vài cái hình ảnh, ví dụ như cây bị nhổ rồi trồng vào cái chỗ khác, hình ảnh cụ thể sống động. Nhưng mà xét về bản chất thì nó khác với đời sống của Phaolô. Ví dụ này có thể giúp người nghe cảm thông với người giảng, nhưng để hiểu hoàn cảnh của Phaolô thì chưa. Tại ông Phaolô đó không phải là ông được nhổ lên rồi trồng chỗ khác, nhưng mà ông là giáo sĩ lưu động, thành ra ông đi hết chỗ này qua chỗ kia, mà mỗi chỗ ông tới như vậy đó, ông chỉ ở một cái thời gian ngắn để ông gây dựng phát triển hội thánh, ông huấn luyện nhân sự, ông giao cái công việc lại, giao hội thánh lại cho cái người mới rồi ông đi chỗ khác. Cho nên dùng cái hình ảnh cái cây mình từ từ nhổ từ Việt Nam đem qua bên Mỹ trồng, thì cái hình ảnh đó nó sống động và nó người nghe họ có thể hiểu được, họ có thể relate được. Nhưng mà để dùng hình ảnh đó nói với lại một ông follow đó thì nó chưa có thực sự phù hợp, chưa phản ánh được cái đời sống của follow. Bài giảng này cũng không có đề cập gì đó những người tin Chúa. Rồi về cử chỉ thì thầy có một số cái cử chỉ, nhưng mà có ít thôi chứ không có nhiều, và chủ yếu là cái đứng một chỗ chứ không có đi tới đi lui. Nãy giờ ba vị mục sư mà ba bài giảng mà chúng ta xem qua thì diễn giả đều đứng một chỗ hết. Rồi tốc độ nói thì tôi thấy vẫn hơi chậm, ít lên xuống. Phần cuối bài giảng thì cái giọng trùng xuống làm cho cái không khí bài giảng nó tối hẳn và nó thiếu đi cái sự thuyết phục. Thì cái cách mà thầy Sơn giảng y chang như hồi tôi mới ra hội thánh, tôi giảng y chang kiểu vậy đó. Tức là khúc đầu rất là nhiều energy, tới khúc cuối thì nó xìu 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 xuống. Thành ra cầu nguyện Chúa để mình nhận diện cái điều đó, và mình cố gắng cầu nguyện Chúa và cảm ơn Chúa làm sao để mình giữ được cái lượng energy ở khúc đầu cũng như là khúc cuối nó tương đương với nhau. Rồi từ đệm thì không có từ đệm nhưng mà có những cái tiếng chặt lưỡi. Mình lưu ý cái điều đó, đây là cái thói quen. Mà thói quen thì cũng hơi khó sửa, mình phải phải để ý mới sửa được. Rồi sự xác quyết thì tôi không thấy rõ cái sự nhiệt huyết của người giảng về cái nội dung bài giảng. Cái nhiệt huyết của chúng ta nó được bày tỏ bằng cách nào? Thí dụ như quý vị về nhà, quý vị kể một câu chuyện vui với lại gia đình. Ngày hôm nay mình đi làm mình gặp một chuyện vui vậy đó. Quý vị có kể một cách giống như cái giọng mà chúng ta nghe thầy Sơn giảng hay không? Khi mà mình vui đó là mình sẽ nói nhanh hơn, mình nói lớn hơn, chỗ nói nhanh, chỗ nói chậm, chỗ nói to, chỗ nói nhỏ. Phải không? Và nó không có đều, nó rất là random, tức là nó ngẫu nhiên lắm. Thành ra khi mà mình giảng đó, mình cũng phải lưu ý cái sự bày tỏ, cái lòng nhiệt huyết của chúng ta nó bày tỏ qua cái tốc độ mình nói hơn là cái lời mình nói. Đương nhiên cũng một phần là có lời mình nói nữa, nhưng mà cái tốc độ nói là một phần, rồi cái cao độ của cái lời nói mình là phần thứ hai, cộng thêm cái cử điệu, thì cái cử điệu nó bao gồm cái nét mặt của mình rồi tay chân của mình, nó là những cái ngôn ngữ phi lời, thì nó tổng hợp lại người ta xem một bài giảng, người ta sẽ thấy được cái sự nhiệt huyết của người giảng là ở chỗ đó, phần lớn là qua những cái ngôn ngữ phi lời. Thành ra mình cần phải rèn luyện cái điều này. Tôi nói trước không dễ tập, nhưng mà mình phải có chủ ý, mình mới có thể thay đổi được. Về trang phục thì rất là tốt, quần áo chỉnh chu, không có vấn đề gì. Sẽ có người nói rằng tại sao không đeo cà vạt, nhưng mà đối với tôi thì cà vạt không thành vấn đề lắm. Quan trọng là cái cử tọa như thế nào, nếu mà họ ok thì không sao hết. Những cái góp ý khác, thầy chính, mục sư chính, thầy Sơn thuộc mẫu người chỉnh chu nên thầy chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho bài giảng của mình. Nếu được thì thầy cần phát huy về giọng nói để người nghe cảm nhận được năng lượng từ cái người giảng. Một cái góp ý rất là chính xác.
Âm thanh trong phòng nhóm được xếp đặt rất tốt, thì Sơn dùng song song với PowerPoint đã chuẩn bị nên nên xếp đặt chữ lớn hơn, chọn cả trang để mọi người dễ đọc. Khi qua một điểm mới, make sure nói với cử tọa biết rõ ràng để cử tọa chuẩn bị chuyển ý tưởng. Cần giải thích thêm cuộc đời tận hiến trong sự yêu thương nghĩa là sao và cho thêm ví dụ. Đây là một cái điểm mà chúng ta cần lưu ý. Một sư huynh có góp ý đây về cái vấn đề cái chữ PowerPoint thì có lẽ nếu mà chúng ta có thì giờ trong những cái buổi học tới đó, thì tôi sẽ nói chi tiết hơn về cái cách chúng ta làm PowerPoint sao cho nó vừa, nó phải phù hợp với cái bối cảnh của cái phòng nhóm nữa, chứ không phải cứ là chữ to là tốt. Mình phải lưu ý nó phải có cái sự quân bình cân bằng, chữ nhỏ quá người ta đọc không được, hoặc là chữ nhiều quá người ta thấy nó cũng rối. Thành thành ra mình phải có cái sự quân bình. Ví dụ như bên đây là trong cái chỗ nhà thờ của thầy Sơn đó, hai cái tivi, hai bên tivi này tôi nghĩ chắc khoảng chừng 50 inch, hay là không biết có phải 70 hay là 75 inch, tôi thấy là nơi nhỏ đó, thì có thể làm hai cái màn hình, hai cái tivi lớn hơn cũng được. Thì khi mà cái màn hình nó lớn hơn đó thì cái chữ mình có thể làm cho nó lớn hơn mà nó không có bị nó phá cái tỷ lệ của cái khung hình. Còn bây giờ nếu mà cái chữ mà với cái màn hình tivi nhỏ như vậy mà mình làm cái chữ nó lớn mà nó bít hết luôn, nó tràn ra gần với lại cái viền luôn đó, thì nó nhìn rất là rối. Cho nên tùy vào cái bối cảnh đó. Rồi, đó là cái bài giảng của thầy Sơn. Không biết là quý tôi tới Chúa với quý thầy có góp ý gì thêm cho thầy Sơn không, và thầy Sơn có cái phản hồi gì không? Dạ, em cảm ơn mục sư Tín và tất cả mục sư và các thầy. Bởi vì đây là lần đầu tiên mà em được học lại, được góp nhặt những cái ý kiến để rất là xây dựng để cho mình làm được tốt hơn. Cái bài chia sẻ này thì được thực hiện vào tháng 11, cho nên hoàn toàn là trước cái buổi học hôm nay. Ước gì à, không, không ước gì. Nếu mà thực hiện được sau khi mà học qua lớp của thầy Tín thì chắc đã có nhiều cái kinh nghiệm hơn. Thì đúng là nó ở trong cái phòng nhóm thì khi bước lên thì nó có những cái điểm mà nó thuận lợi cho cái người giảng của mình, và có những điểm mà nó không thuận lợi. Ví dụ như khi em nhìn xuống cái trang sách đó thì em hoàn toàn là em không thấy, bởi vì khi cái thay đổi ánh sáng và nó không có cái ánh sáng trực diện trên cái pulpit, cái trên cái bục mình đứng, cho nên mình không có thể đọc được, là cái thứ nhất. Cho nên em thì em soạn script, soạn chi tiết và soạn PowerPoint. Tuy nhiên thì cái bài giảng chi tiết thì nó bị vỡ kế hoạch là em không có nhìn được, cho nên giống như là mình đang thực hiện cái điều đó theo cái thuộc lòng. Và chính vì vậy thì cái óc của não của mình nó lại nhập nhằng giữa cái chuyện là mình thuộc cái bố cục, mình thuộc cái chi tiết, và mình phải nhìn xuống để mình lệ thuộc vào cái text mà mình đã soạn, cho nên nó là khó. Và cái người mà chuyển cái slide cho mình lại là một cái người khác nữa, cho nên đôi khi nó không có match với lại cái điều mình đang nói đến cái điều này mà cái slide nó đã chuyển xuống cái nội dung khác. Thì em cảm ơn rất là nhiều. Em nghĩ rằng là nếu Chúa, đây là cơ hội tốt, và em nghĩ rằng là cái cơ hội để mà review cái bài giảng của nhau cũng sẽ tốt, nếu mà trong cái giai đoạn mọi người vẫn đang còn trong cái chức vụ của mình thì nó vẫn là tốt. Cảm ơn thầy, cảm ơn mục sư Tín, cảm ơn các mục sư. Câu hỏi thầy Sơn là bao lâu thì mục sư quản nhiệm sắp xếp cho thầy giảng lời Chúa một lần? Có mục sư quản nhiệm trong này mà. Bao lâu ạ? Dạ, thì cái công việc của em thì khá là bận, nên em có trình bày với mục sư đó là khi nào mục sư bận và mục sư vắng hội thánh, thì giống như cái bài em chia sẻ là bài mục sư vắng hội thánh, thì em sẽ điền vào chỗ trống nếu mà không có mục sư diễn giả. Còn tinh thần của em thì em thích là tín hữu ngồi nghe hơn.
Tôi góp ý điều này, tôi nói không phải là mục sư quản nhiệm chính không, nhưng mà tất cả tôi tới Chúa đang hầu việc Chúa, mình có cái người phụ tá hay là cái người đang hầu việc Chúa với mình sắp xếp luôn lên cái lịch luôn. Tôi nói ví dụ đi, nếu 1 tháng 1 lần không được thì 2 tháng 1 lần, rồi cái người mà được mời đó sẽ chuẩn bị, anh em mình chuẩn bị 2 tháng để giảng một bài, thì tôi biết cái bài đó là sẽ rất là chất lượng cho hội thánh nghe, và cũng là một cái dịp rất tốt để anh em mình thực tập và hầu việc Chúa. Quý vị biết không, thấy vậy chứ mà mình học như vậy, nhưng mà nếu mà không có quen đi lên á, để rồi giảng mỗi tuần á, hay là giảng một thời giảng á, thì rất là khó để cho mình có thể sau này hầu việc Chúa mỗi tuần. Tôi nói ví dụ như mục sư Vinh của mình, ông mục sư Vinh của mình, ông nhiệm hết là 20 mấy năm rồi, hầu việc Chúa 20 mấy năm rồi, mà ví dụ ngày hôm nay mình nghe mà mình còn thấy có vài điểm mà cũng phải phải ổng cũng muốn là để cho nó tốt hơn, huống chi là anh em mình, đúng không quý vị? Tôi góp ý cái điều này cho tôi tới Chúa. Dạ, cảm ơn mục sư Quang. Thực ra thì Chúa cho thầy Sơn thì đến với Hội Thánh đó, chúng tôi cũng luôn luôn nghĩ đó là cái nguồn phước Chúa ban cho, để có người hỗ trợ chia sẻ với cá nhân tôi trong cái vai trò giảng dạy. Thì trước thì thầy Sơn được mời giảng mỗi tháng một lần đó chứ, trong lên lịch thầy giảng mỗi tháng một lần, nhưng mà vì công việc và việc học của thầy cho nên thầy có trình bày vấn đề đó mà thầy muốn tạm thời có thể ngưng, nhưng mà tôi hy vọng là trong tương lai gần thì thầy sẽ trở lại trong vấn đề đó mỗi tháng một lần. Dạ, vậy tốt quá. Nếu mà có cơ hội để thầy Sơn thực tập và giảng, tôi nghĩ nó sẽ tốt. Cái điều mà thầy Sơn nói, chia sẻ lúc nãy đó, cái trăn trở trong cái vấn đề mình giảng theo cái bản thảo đó là có thật. Tức là bây giờ mình đang giảng, mình sợ mình quên cái này cái kia, hoặc là mình ra khỏi cái bản thảo, rồi mình quay trở lại, rồi nhiều khi nguyên cái trang chữ không, mình cũng không biết là mình đang đang đọc tới đâu trên cái bản thảo mình nữa. Cái điều đó tôi cũng bị chứ không phải là tôi không có bị đâu. Nhưng mà cái gì rồi cũng vậy, mình làm riết thì nó sẽ thành quen. Và một trong những cách đó, tôi thì tôi không có dùng cách này, nhưng mà tôi gợi ý là quý vị có thể áp dụng được, tùy là mình dùng cái iPad của mình đó, mình bỏ cái file cái bài giảng mình vô trong một cái document Word document, xong rồi mình, hoặc là một cái text document cũng được. Rồi khi mà mình giảng tới đâu đó, mình scroll nó up, thì cái cử điệu mà mình scroll một cái screen đó, nó rất là đơn giản, nó rất là dễ. Nó giống như mình chỉ cần đẩy lên vậy là nó sẽ chạy lên rồi. Thì mình đọc tới đâu á, mình giảng tới đâu đó, mình dùng cái tay mình đẩy lên chút xíu, thì cái chữ mình đã nói, cái phần mình đã nói ra nó mất đi rồi, mình không thấy được nữa. Khi mình nhìn trở lại cái iPad đó, hay là cái tablet của mình đó, thì mình thấy ồ, it's ok, đây là cái phần này mình chưa nói nè, cho nên nó còn nằm đây. Hồi tôi giảng ở đại hội thì tôi cũng dùng cái iPad, nhưng mà tôi dùng một cái phần mềm teleprompter ở trên iPad, thì tôi bỏ nguyên cái script vào trong cái iPad và nó sẽ cuốn theo cái tốc độ mà tôi đọc, tôi nói. Thì đương nhiên cái phần mềm đó nó cho phép mình là khi nào mình muốn dừng lại, mình muốn nó nhanh hơn thì nó sẽ chạy nhanh hơn, muốn nó chậm lại nó chạy chậm lại, hoặc là muốn nó dừng lại thì nó sẽ dừng lại. Thì chỉ cần một cái ngón tay mình đụng vô cái màn hình là nó có thể giải quyết được cái vấn đề đó thôi. Thì đó là trong cái trường hợp mà tôi giảng mà tôi không có cái gì, không có được cái sự tự do về giờ giấc, cho nên tôi mới dùng cái cách đó với lại cái iPad trong cái buổi giảng đại hội. Nhưng mà tại hội thánh bình thường đó thì tôi in ra giấy, bởi vì tôi cũng đã quen nhìn cái chữ trên giấy rồi, thành ra nó không có phải là cái khó, bởi vì nó đã quá nhiều năm làm cái công việc đó. Nên quý vị mới bắt đầu đó thì có thể nó hơi thách thức chút xíu, là chúng ta cần phải tập. Cái bài giảng của mục sư ở đại hội, mục sư có cái link của YouTube của mục sư. Bây giờ tôi phải tìm lại. Nếu có thì xin mục sư gửi giùm. Tôi rất là thích cái bài, rất là thích và được để dẫn dụng cái bài chia sẻ của mục sư tại đại hội 2 năm trước. Dạ, tôi để tôi sẽ gửi lại cho quý tôi tới Chúa. Bài giảng đó không phải giảng câu gốc, cũng không phải giảng chủ đề, mà nó là giảng kể chuyện, tại vì nó là cái câu chuyện. Ok, bây giờ mình đi tiếp ha, qua nhân vật tiếp theo là thầy Trâm.
Xin chào quý ông bà chị em. Quý ông bà chị em có vui không? Ở trong tinh thần lễ trinh, xin chúng ta đọc con kinh thánh cầu gốc ở trong Ma-thi-ơ 28 câu 6. Xin chúng ta cùng đọc. Dạ, xin chúng ta cùng đứng lên và chúng ta cùng đọc con kinh thánh này. Ngài không ở đây đâu. Ngài sống lại rồi. Như là ngài đã phán. Như là ngài đã phán. Trong tinh thần lễ phục sinh, tôi xin chúng ta mỗi người đến với Chúa một cách riêng tư, và tôi dành một phút để mỗi người đến với Chúa, và sau đó tôi sẽ cầu nguyện. Chúng ta cùng làm. Kính lạy ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh. Giờ đây con sẽ giảng lời của Cha. Xin Thánh Linh Ngài cho con có sự tự do để con truyền tải sứ điệp phục sinh đến với hội thánh. Xin thần của Ngài giúp hội thánh chúng con được phát triển, được có một sức mới trong sự vui mừng trong tinh thần Chúa phục sinh năm nay. Con tạ ơn Chúa và con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin chúng ta cùng rồi. Hôm nay tôi sẽ lấy chương trình cái đề mục là Chúa phục sinh. Thưa quý vị, người Việt chúng ta thường cho rằng chết là hết, chết là trở về với cát bụi, chết là đi đầu thai kiếp khác, hoặc là chết là đi chầu trời. Còn quý vị thì sao? Quý vị có bồn chồn phân vân như vậy không? Rồi quý vị xem qua mấy phút đầu tiên của cái bài giảng này thì quý vị thấy được cái điều gì? Trước hết đó là nói về cái phần giới thiệu, phần mở đầu đó, thì thầy Trâm có cái sự nói kết với lại cử tọa rõ ràng phải không? Có những câu hỏi nói về dân gian quan niệm chết như thế nào vân vân vân. Nhưng mà cái cử điệu của tay trái một phần với lại cái ánh mắt đó, thì rõ ràng là mình thấy thầy Trâm nhìn vào cái màn hình có lẽ là treo ở phía xa của cái khán phòng, của cái phòng nhóm, và đọc từ cái màn hình đó thì nhiều hơn là mình tập trung để mình giảng, rồi mình nhìn vào cử tọa để mình giảng. Thì đây cũng là một trong những cái điểm mà chúng ta lưu ý khi mình sử dụng cái bản thảo nguyên văn đó. Và cái cách của thầy Trâm làm đó là mình chiếu luôn những câu mà mình giảng nó lên trên cái PowerPoint, xong rồi mỗi câu vậy mình chọn một số màu khác nhau. Ví dụ ở đây quý vị có thể thấy là màu chữ màu xanh, chữ màu đỏ, chữ màu đen, rất là nhiều màu khác nhau, nhưng mà cái chữ thì nó nhỏ và nó đầy hết cả cái màn hình luôn. Thưa quý vị, phục sinh là gì? Có phải phục sinh là sống lại sau khi thì khi mà chúng ta thấy thầy Tâm hỏi đó, thưa quý vị, phục sinh là gì? Thì cái eye contact nó không có, nó chỉ nhìn lên trên cái màn hình phía trên thôi, không có nhìn xuống cử tọa. Thành ra cái hiệu ứng về sự tương tác nó hầu như nó không có. Thành ra mình phải lưu ý điểm này, ngay cả khi mình giảng dựa trên cái bản thảo hoặc là dựa trên cái dàn ý thì cũng vậy. Khi đặt một câu hỏi theo quý vị nghĩ như thế nào, thì mắt mình là phải nhìn về phía cử tọa. Cái phòng nhóm này tôi nghĩ nó không phải là phòng nhóm lớn, cho nên nó dễ có thể nhìn xuống là hầu như là mình thấy mọi người trong tầm mắt của mình. Nhưng mà với một cái khán phòng rộng, thật là rộng đó, quý vị nhìn qua bên này đó là nó sẽ, cái phía bên kia sẽ bị lost cái eye contact này. Thành ra nhiều khi đó, nếu mà mình đứng giảng trong một cái cử tọa, trong một cái khán phòng mà nó rộng đó, là mình phải nhìn hết, vừa hỏi và vừa nhìn từ bên này qua bên kia. Mình quay đầu, mình từ bên này mình nhìn qua bên kia, mình có thể bắt đầu câu hỏi bên này, nhưng mà mình kết thúc câu hỏi bên kia.
thì nó sẽ đạt cái hiệu ứng về vấn đề eye contact nhiều hơn. Không phải sống trong sau khi đã bất tỉnh thì gọi là ngủ dậy, không gọi là phục sinh, phải không? Như vậy phục sinh là sống lại sau khi đã chết. Thưa quý vị, cho dù con người có sống lại hay phục sinh thì rốt cuộc rồi cũng phải chết, phải không? Không ai trong chúng ta. Cái câu hỏi này nếu mà đối với cử tọa đó thì họ cử tọa mà có người chưa tin Chúa đó, họ sẽ không hiểu. Thưa quý vị, con người khi mà đã chết thì phục sinh là phải sống lại. Thật ra đối với họ, người mà chưa tin Chúa, họ sẽ thấy hơi khó hiểu chỗ này. Tức là cái người nào người đã phục sinh rồi thì rốt cuộc cũng phải chết. Cái chỗ này nó cũng có thể confuse với lại những người mà đã tin Chúa. Thì tôi nghĩ là thầy Trâm đang muốn dùng cái hình ảnh của ông Lazarus, nhưng mà nếu mình dùng cái câu chuyện của Lazarus đó thì mình nên nói rõ luôn là trong Kinh Thánh cho chúng ta có cái ghi lại chúng ta cái câu chuyện của Lazarus. Ông đã chết cho ông đó trong phần mộ 4 ngày, Chúa Giêsu khiến ông sống lại, nhưng ông sống lại rồi mai mốt ông chết nữa chứ ông không sống luôn. Nếu mà ông sống luôn tới giờ mình gặp ông rồi, đại khái như vậy. Mình vừa kể một cái câu chuyện Kinh Thánh, vừa nối kết với cử tọa, với những điều cử tọa hiểu về sự sống, về sự chết, về sự phục sinh. Đồng thời mình cũng vừa làm cho nó có tính chất khôi hài chút xíu. Khôi hài để cho người ta thu hút, người ta không có bị buồn ngủ, chứ không phải khôi hài để người ta cười nhạo. Cho nên đó là cái điểm mình lưu ý chỗ này. Không ai trong chúng ta có thể tránh khỏi sự chết của thân thể. Thì cũng có rất là nhiều những cái khoảng dừng khá là dài giữa cái câu này với câu kia, tại vì phải chỉnh cái PowerPoint cho nó nhảy lên cái dòng chữ tiếp, thành ra nó bị mất một vài giây chỗ đó. Và coi cái phần kết luận nha. Cái phần này cầu nguyện. Mỗi người chúng ta, đặc biệt là những anh chị em đã dang đôi tay lên xác nhận rằng con muốn có đời sống như Chúa phục sinh. Nào, tôi nói một chút về cái cử điệu của thầy Trâm. Tay của thầy Trâm có cái cử điệu, nó có cử động, nhưng mà cái cử động nó chưa có khớp với lại cái lời nói. Và cái đây là cái mình phải tập. Thì cái cử điệu của thầy Trâm mình thấy có một cái tay như thế này thôi, hoặc là có khi hai tay, hoặc là có khi là tay trái, như vậy thôi. Thành ra khi nói tôi cũng vậy, mà khi nói chúng ta cũng như vậy. Cứ về để ý xem lại chút xíu lúc này. Đó là cuộc sống ý nghĩa. Cuộc sống là ý nghĩa ha, cũng như vậy. Trong tinh thần phục sinh. Mong rằng Chúa giúp mọi người cũng như vậy. Anh chị em hoặc là anh chị em đã giang tay xác nhận tên Chúa, vân vân, cũng một cái cử điệu đó. Thì mình nên thay đổi cái đó chút xíu, tức là anh chị em thì mình nên đưa cái tay mở ra. Anh chị em là những người đã tiếp nhận Chúa. Tôi thì mình đưa vào trong ngực của mình. Tôi nói với các anh chị em, tôi thưa với các anh chị em, và tôi mong muốn các anh chị em là những người đã tin Chúa rồi. Tay mình không phải là mình chỉ với bằng tay vậy, nhưng mà mình đưa năm ngón tay ra mà nó mở ra như thế này. Anh chị em, những người đã giơ tay để tiếp nhận Chúa, không vâng, thì sẽ sống được sống như thế nào đó, hay là một cái lời kêu gọi như thế nào, cái diễn tả cái tay của mình nó phải phù hợp với cái lời nói. Muốn có đời sống như Chúa phục sinh, tạ ơn Chúa. Xin Hội Thánh cùng đứng lên và chúng ta xin chúng ta nhắm mắt cúi đầu và xin một người cầu nguyện. Ok, đây là cái chỗ mà mình phải lưu ý. Nếu mình mời mọi người đứng lên nhắm mắt cúi đầu cầu nguyện mà mắt mình mở trao tráo thì nó rất là kỳ. Mình nói người ta làm thế nào thì mình phải làm thế đấy. Vì trong lúc mà cái người tín hữu cầu nguyện đó,
thì thầy Trâm đứng mở mắt nhìn, rồi xong rồi đổi sau đó mới mới cúi xuống khúc đầu này. Đó. Những người mà họ không có tên Chúa đó, thí dụ như họ đi mà họ không có quen nhắm mắt cúi đầu để cầu nguyện đó, thì khi mà mình mời họ cúi đầu, nhiều khi họ cũng không thèm cúi đầu, họ cũng không thèm nhắm mắt, mà họ thấy mình mời mọi người nhắm mắt mà bản thân mình không làm điều đó, thì nó sẽ làm cho họ có những cái câu hỏi. Thành ra tùy cái phong tục của tùy cái thói quen và cái văn hóa của hội thánh. Tôi không có nói rằng là cái vấn đề mở mắt khi cầu nguyện đó là sai hay là đúng. Phần lớn chúng ta đều nhắm mắt và cũng có lý do tốt để mình nhắm mắt, nhưng mà kinh thánh thì không bao giờ dạy mình nhắm mắt cầu nguyện hết trơn á. Quý vị tìm được chỗ nào kinh thánh biểu mình phải nhắm mắt? Không có, hoàn toàn không có. Thành ra vấn đề đây không phải là đúng sai, nhưng mà nó là cái thói quen, nó là cái văn hóa của hội thánh, nó là cái những cái gì mà mình nói ở trên tòa giảng, mình kêu người ta làm trước công chúng thì mình cũng phải làm giống như vậy, để nó không có cái sự mâu thuẫn. Rồi bây giờ mình bàn một chút về những cái góp ý của các anh em về cái bài giảng này. Thì tôi thấy trong cái phần giới thiệu của bài giảng thầy Trâm có cái sự nối kết với lại cử tọa. Tôi thấy nó tốt khi mà nhắc đến những cái quan niệm của người ta về cái sự chết. Nhưng mà thiếu cái hiệu ứng truyền thông, bởi vì thiếu sự giao tiếp bằng mắt. Và tôi thấy là đọc trên slide quá nhiều. Rồi cái thứ hai là Kinh Thánh. Thì Kinh Thánh có là nền tảng có được đọc lên, nhưng mà ít có sự phân tích, ít cái giải nghĩa Kinh Thánh. Về cái phần tóm tắt thì tôi thấy ý nghĩa của sự phục sinh và tác động đến đời sống của chúng ta, thì đó là cái điều tôi cảm nhận được qua cái bài giảng này. Có những anh em khác thì sẽ nhìn thấy ở những cái góc độ khác. Phúc âm của Chúa Giêsu có phải là trọng tâm hay không? Thì trong cái bài giảng này có đề cập lại sự sống lại của Chúa Giêsu, nhưng mà không có giải thích rõ cái ý nghĩa của sự chết chuộc tội của Ngài là như thế nào. Cho nên có đề cập đến phúc âm nhưng mà nó không có trọn vẹn. Rõ ràng thì người này không, thầy Trâm không có nói điều gì mà nó không có rõ ràng, hay là nó gây nhầm lẫn cho chúng ta. Rồi phần áp dụng thì có phần áp dụng, nhưng tôi nghĩ là nó cần phải mạnh mẽ hơn chút xíu và là cụ thể hơn chút xíu. Tôi thêm vào đây luôn. Ngoài cái việc mời những người chưa tin Chúa thì đó là một cái cụ thể rõ ràng rồi. Nhưng mà đối với những người tín hữu đó thì mình nên có cái áp dụng rõ ràng hơn cho họ. Chúng ta không có nhiều thì giờ, cho nên tôi lượt qua những cái này rồi tôi sẽ gửi cho thầy Trâm để thầy Trâm đọc sau. Về minh họa thì tôi thấy bài giảng thiếu những cái minh họa cụ thể. Có cái phần giải nghĩa Kinh Thánh, ý nghĩa của sự phục sinh vân vân, nhưng mà thiếu những minh họa. Về độ dài bài giảng 22 phút cho một cái dịp như là phục sinh thì tôi thấy nó ngắn. Hơi ngắn, bởi vì mình có thể dành thêm 8 phút cho những cái ví dụ, những cái câu chuyện hoặc là những cái mà giúp cho cử tọa hiểu cái sứ điệp phục sinh nhiều hơn. Mình có tới 8 phút là mà trong 8 phút đó mình nói được nhiều chuyện lắm á. Rồi phần kết luận thì có kêu gọi thân hữu tin Chúa và kêu gọi tín hữu đáp ứng, nhưng mà buổi thờ phượng kết thúc tôi cảm thấy nó hơi đột ngột. Nếu có thì giờ cầu nguyện cho thân hữu tin Chúa luôn thì nó sẽ tốt hơn. Là ở đây tôi không hiểu cái sinh hoạt của hội thánh hay là cái truyền thống của hội thánh như thế nào. Có cái sự giảng phúc âm, có cái sự kêu gọi tin Chúa nhưng mà không có mời người ta lên tin Chúa, xong rồi cái mời mọi người tín hữu cầu nguyện, xong cái hát tôn vinh kết thúc luôn cái vậy cái buổi nhóm của mình, thì nó hơi là đường đột. Rồi cái khả năng ghi nhớ thì bài giảng tôi thấy không có cái gì đặc biệt để nhớ những cái chi tiết ở trong cái bài giảng này, thì đó là cái cảm nhận của cá nhân thôi. Nhưng mà có người tin Chúa thì rõ ràng là cái bài giảng này có cái sự làm việc của Chúa để cho những người nghe họ họ hiểu được cái sứ điệp họ tin Chúa. Rồi về phong cách thì có cử điệu tay, nhưng mà tiếc là mắt vì chăm chú đọc đọc bản thảo trên màn hình cho nên thiếu cái hiệu quả truyền thông, thì cử tọa cũng có thể nhìn thấy rõ cái điều đó. Tốc độ nói tôi vẫn thấy nó hơi chậm, và có những cái khoảng dừng khi mà thầy Trâm chỉnh cái slide đó, bấm từng cái để chờ nó hiện lên đó, thì nó có những cái khoảng dừng hơi dài chút xíu.
Thì trăm đọc nhiều nên nhịp độ không có tự nhiên, điều này làm giảm đi cái tính quả quyết ở trong cái sứ điệp để thuyết phục người nghe. Từ đệm thì cũng rất là tốt, là không có những cái từ đệm. Sự xác quyết thì nhìn thấy người giảng tập trung nhiều vào bản thảo, đọc thì nhiều nhưng mà chưa có thực sự giảng, và cái cách mà thầy Trâm đọc đó, nó vẫn còn là cái giọng của một cái bài đọc chứ hơn là một cái bài giảng. Rồi trang phục thì rất tốt, không có gì phải bàn ở đây. Có một vài góp ý, mục sư chính có góp ý thế này: tôi không thấy được sự tự nhiên trong phong cách giảng của thầy Trâm, có lẽ thầy quá phụ thuộc vào PowerPoint chăng? Sứ điệp phục sinh nói đến sự vui mừng, tôi không thấy được sự vui mừng trong cách giảng của thầy. Điều này rõ ràng mình có thể phải đồng ý điểm đó. Mở mắt khi cầu nguyện không phải là vấn đề trong nhưng trong các hội thánh Tin lành chính thống nói chung và hội thánh Tin lành Baptist nói riêng, mỗi khi cầu nguyện thì chúng ta thường nhắm mắt để có sự tập trung cần thiết khi đến với Chúa. Lúc mở, lúc nhắm khi cầu nguyện thì tôi thấy có gì đó không có phù hợp. Thì đây là ở cái phương diện mình người người giảng thì mình phải nhất quán ở trong cái cử điệu của mình, cái cử chỉ của mình. Giống như là quý vị khi mà cầu nguyện chúc phước thì có lẽ đa số các mục sư là sẽ nhắm mắt. Tôi cầu nguyện chúc phước bao giờ tôi cũng mở mắt hết, tôi mở mắt tôi nhìn hội chúng. Nó không có phải là vấn đề đúng sai, nó chỉ là vấn đề thói quen thôi. Mình nhất quán một cái điều nào đó thì người ta sẽ không có thắc mắc. Tôi cũng thắc mắc một tí là tại sao thầy Trâm không mời những người sẵn sàng tin nhận Chúa lên để hướng dẫn họ cầu nguyện tin Chúa luôn. Đâu cần phải là mục sư thì mới được phép làm cái điều này. Tức là có những hội thánh thì phải mục sư cầu nguyện tin Chúa mới được, hướng dẫn cầu nguyện tin Chúa thì người đó mới được cứu hay gì đó. Đại khái vậy. Có những người tín hữu họ nghĩ vậy, cũng tội nghiệp họ, cũng tội nghiệp mấy mục sư nữa, cho nên nhiều khi làm chứng xong có ai muốn tin Chúa, réo mục sư chạy 30 phút 40 phút tới cầu nguyện tin Chúa cho người đó thì thấy cũng tội. Thành ra mình lưu ý điểm đó. Rồi góp ý của thầy Sơn: bài giảng cần sự đầu tư hơn về nội dung, chất lượng của bài giảng liên quan đến nội dung, nếu nội dung quá thiếu thì các phần còn lại rất khó để có thể bù đắp. Mục sư Vinh: âm thanh trong phòng nhóm được xếp đặt rất tốt, có vài điều khác biệt học hỏi từ thầy Trâm. Ông mở đầu bằng cách kêu gọi mọi người yên lặng xét lòng, thì đây cũng là một cách tiếp cận nhưng mà nó phù hợp cho những người đã tin Chúa và đã biết rồi, chứ còn những người mà chưa tin Chúa thì họ cũng không hiểu đó là gì. Rồi ông sử dụng PowerPoint có bản thảo đã chép sẵn nên không cần phải cúi đầu chú ý lên trên bục giảng, nhưng mà ngược lại thì lại cứ nhìn lên trên cái màn hình ở phía trên. Cho nên một trong những cái giải pháp đó là có thể đem cái màn hình thấp xuống dưới, mình có thể để cái màn hình ngang tầm với lại cái người người ngồi á, thì mình sẽ tránh được cái tình trạng nhìn lên trên thì quá cao. Ông bước ra khỏi chỗ đứng khi đến phần kêu gọi tin nhận Chúa, tức là không có bị ràng buộc ở trong cái bục giảng. Ông có nhờ một người cầu nguyện sau buổi giảng thì đây cũng là một cái cách, nhưng mà cái cách này nó cũng gọi là gì, tôi hay dùng một chữ là hên xui đó, tức là mình mời như vậy đó, có khi gặp người họ họ biết cách cầu nguyện á thì nó ok, còn mà họ không biết cách cầu nguyện mà họ xung phong cầu nguyện, họ thích cầu nguyện cho người ta nghe đó, là nó thành một cái vấn đề rồi. Hoặc là người ta cầu nguyện quá dài, cầu nguyện từ sáng tới ký tới khải huyền, ông truyền đạo ông giảng 20 phút, mình lên cầu nguyện hết 15 phút là thôi, thấy thấy xong rồi. Cho nên cái vấn đề mà mời cầu nguyện, nếu mình có sự chuẩn bị trước và mình mời cái người đó trước thì nó vẫn tốt. Tôi thì tôi thường là cái người cầu nguyện kết thúc cái bài giảng, chứ tôi không có mời một người nào để mà gọi là cầu nguyện đáp ứng với cái sứ điệp ở trên đó. Thì đó đó cũng là cái thói quen ở trong cái hội thánh thôi, nó không phải là vấn đề đúng sai. Nhưng mà với hội thánh Garland đó, thì nếu mà tôi mời một người mà cảm động cầu nguyện, rồi nhiều khi có người họ đứng lên họ sẽ cầu nguyện một buổi, rồi bây giờ mình không lẽ giờ tôi mời quý vị nào cảm động cầu nguyện, rồi giờ tôi mời quý vị đang cầu nguyện rồi bớt cảm động lại để đừng có mất thời giờ của thánh, nó không được. Thành ra mình phải phải có những cái bước chuẩn bị ở trong cái điều đó ha. Rồi quý vị có góp ý gì thêm cho thầy Trâm, là thầy Trâm có phản hồi gì không? Sao quý vị? Em thì À, có cái tôi có kỹ. tức là trong cái sứ điệp của thầy Trâm thì gần như là tập trung vào một cái lời kêu gọi là sống theo Chúa phục sinh.
thống th sống theo Chúa phục sinh, nhưng mà trong toàn bộ cái bài giảng thì em không nói, em không thấy là giải thích sống theo Chúa phục sinh có nghĩa là gì. Đúng À, rồi. sống theo Chúa phục sinh có nghĩa là vui mừng hay sao chẳng hạn, à, ví dụ như vậy. Thì em thấy là cái, bởi vì cái đó là gần như cái câu kết thúc mà cái lời kêu gọi của thầy Trâm về cái đó, nhưng mà xuyên suốt cái bài đó thì không có nói một cách rõ ràng là sống theo Chúa phục sinh. Tại bởi vì mình nói là mình theo gương của Chúa, nó tổng quát bây giờ là mình Đúng rồi. đổi thành là sống theo Chúa phục sinh. Vậy thì theo Chúa Giêsu và Chúa phục sinh thì nó làm sao chẳng hạn, thì em chỉ góp ý như vậy. Cái phần đó cần được rõ ràng hơn, nhất là khi mình nói đó là cái chủ đề chính của cái bài giảng thì nó cần phải rõ ràng trong cái chỗ đó. Dạ, cảm ơn quý mục sư, quý thầy đã cho ý kiến. Điều này là rất là quý, và tôi cũng nghĩ rằng tôi có rất nhiều khiếm khuyết trong vấn đề này, và tôi cũng nhìn thấy như vậy, cho nên cũng cũng khó chịu mà khi mà quay một cái video như vậy đó. Tôi quay mà biết chất lượng của nó không có được, tại vì quay phía dưới ở dưới quay lên, cho nên cũng nhìn nhìn nó hơi là không có mắt khênh thác, không có cái điều đó. Tôi nhận xét, tôi thấy điều đó. Hơn nữa là cái thường tôi dùng PowerPoint là tôi chỉ làm những điểm chính thôi, nhưng bây giờ bài giảng phải từng lời từng chữ, cho nên tôi phải bắt buộc phải làm dài như vậy. Chứ thường tôi không có, tôi thường như là ứng khẩu, tôi chỉ làm những cái điểm chính rồi tôi đi theo cái đó, rồi nó qua từng đoạn, cho nên nó dễ. Cái này tôi thấy nó mất tự nhiên dữ lắm. Điều đó quý quý thầy, quý mục sư nhận xét rất là đúng, là tôi cảm ơn điều này. Tôi hiểu là nó rất là khó khi mà quý vị chưa có quen với cái lối giảng theo cái bản thảo nguyên văn đó, thì bước đầu bao giờ nó cũng khó hết trơn á. Thì đương nhiên khi đã quen với nó rồi đó thì mình sẽ thấy cái thế mạnh của nó nhiều hơn. Nhưng mà cái gì cũng vậy, nó đòi hỏi mình phải có cái sự kiên trì và sự rèn tập. Nhưng mà tôi cũng có nói với lại quý tôi tới Chúa nhiều lần rồi đó, cho dù tôi giảng theo nguyên văn, điều đó không có nghĩa là quý vị cũng phải làm như vậy. Tức là trong cái khuôn khổ của môn học thì tôi trình bày cách này cách kia cách nọ, và tôi cũng trình bày luôn cái cách mà tôi thường sử dụng. Nhưng nếu như quý vị thấy cái cách mà mình dùng cái dàn ý nó hiệu quả hơn cho chính mình và cho chức vụ của mình, thì quý vị cứ tiếp tục sử dụng. Nó không phải là vấn đề đúng hay sai, nó là cái vấn đề cái sở thích và cái cá nhân của chúng ta thôi. Cho nên còn cái việc mà tôi muốn quý vị nộp những cái bài giảng nguyên văn đó là để tôi có thể góp ý trực tiếp cho quý vị trong cái lời mà quý vị viết ra đó. Nó có những cái chỗ có thể khiến cho người ta nghĩ khác đi cái điều mình nói như thế nào. Đó là lý do tại sao mà tôi yêu cầu cái bài giảng nguyên văn là như vậy. Thì Dạ. để nhận lại bài, quý vị sẽ thấy cái điều đó. Cảm ơn mục sư. Và tôi cũng cái vấn đề mà mục sư góp ý là những người mà tin Chúa đó, đúng ra là phải kêu gọi họ lên để mà cầu nguyện cho họ, cũng như những người mà những người mà chưa tin Chúa rồi thì cũng, tuy nhiên rất khó. Vừa rồi cái đám tang của một tín đồ trong hội thánh tôi đứng ra tổ chức thì cũng nhiều người nói là ông là ông thầy, ông mới là thầy thì làm sao không làm được, ông là thầy không có chúc phước được. Điều đó cũng là khó khăn cho tôi. Tuy vậy thì cảm ơn Chúa, tôi vẫn ráng làm. Như vậy chỗ của thầy Trâm là ai, là đang làm mục sư quản nhiệm ở đó? Bây giờ là không có ai là mục sư đoán nhiệm hết, là tôi làm trọn luôn. Nhưng mà lại cũng bị giới hạn như vậy đó mục sư. Vậy thì nên nói hội thánh là có những cái bước trong cái tiến trình licensing hoặc là thụ phong orden, để rồi mình có thể làm những cái công việc khác trong hội thánh. Rồi thí dụ như vấn đề tiệc thánh thì sao? Hay là Thì bây giờ thì tôi có hội ý thì tôi vẫn làm việc thánh, tôi vẫn làm lễ đám tang. Nhưng mà bắt đắc dĩ, tại vì không ai là mình, họ không trách mình được, không có ai nha. Cho nên cũng cũng giới hạn một sư.
Thầy thầy Trâm là đang ở tiểu bang nào thầy Trâm? North Carolina. Ok. Cái hội thánh mà thầy mục sư Hải đó, không biết là có ai biết mục sư sư Hải không? Ông đổi cái nào, ông để hội thánh không có ai chăm sóc. Mà bây giờ tôi chỉ tạm thời thôi, tôi chỉ hứa với hội thánh là tôi làm hết tới tháng 6 thôi. Ok. Thôi vậy cũng tốt, hội thánh có cơ hội để nếu mà Chúa cảm động hội thánh để mà ordain cho thầy để mà làm mục sư chính thức hội thánh thì cũng tốt. Để khỏi có những cái đàm tiếu. Thực ra đó thì chúng ta nên hiểu nhiều người tín hữu họ có những cái đàm tiếu một phần là cũng vì do cái truyền thống của hội thánh nữa. Tôi không nói là vấn đề truyền thống nó đúng hay sai, nhưng mà đôi khi cái truyền thống nó trở thành cái sự ràng buộc hội thánh nếu mà mình không có để ý nó. Cầu nguyện Chúa để Chúa giúp cho hội thánh con cái Chúa họ có những cái hiểu đúng hơn để trong cái công tác mục vụ đó mình không có lãng phí thì giờ tranh cãi những cái chuyện vặt vãnh không cần thiết. Mình thì giờ đó mình dành cho cái chuyện giá trị hơn là trao giảng phúc âm thì nó tốt hơn biết bao nhiêu. Tôi được biết là có mục sư lành ở đó cho nên welcome mục sư lành đang ở chung với chỗ thầy Hải. Chắc ông ghẹo tôi cho nên ông nhắn tin cho tôi biết đây. Welcome mục sư lành. Chưa lần nói về tiếng kìa. Ok kìa. Có nghe được không nói? Nghe đó. Vâng, cảm ơn mục sư Tín. Tôi nghe mục sư Tín dạy hồi nãy giờ từ phi trường đến nhà hàng ăn rồi cũng nghe suốt cả chương trình đến bây giờ ở nhà đây. Thấy bình luận cũng nhiều những cái bài giảng cảm Chúa. Nói khi nghe đến chỗ thầy Trâm đó thì nếu có thể được thì tôi sẽ liên lạc với Hội Thánh để khích lệ Hội Thánh thêm trong cái tiến trình cấp license cho thầy Trâm cho công việc Chúa. Tôi thấy điều này rất là cần thiết. Chỉ vậy thôi. Chúc quý mục sư, quý thầy học về giảng luận đầy ơn của Chúa và áp dụng được vào trong sự hầu việc Chúa một cách kết quả tại Hội Thánh của mình. Cảm ơn mục sư Tiến. Chúa chắc. Cảm ơn mục sư lành. Rồi, Chúa ban phước cho mục sư ngày mai. Thank you. Đó, bây giờ chúng ta tiếp tục với lại thầy Isaiah ha, bài giảng cuối cùng của ngày hôm nay. Mình xem trước một vài phút. So we're going to continue. This is the last message in Risen Encounter series. And I'm so excited and I'm so honored that Pastor Nathan asked me to close out this series for him. Bữa đó chắc là thầy Esai bị sổ mũi ha, bị cảm hay sao? Không nghe rõ rồi. Không nghe anh nói gì hết. Dạ, cái sao bên chỗ một sư quan bị gì nghe không được luôn á. Dạ. We can't hear you, Isaiah. We can't hear you. Oh my gosh, bro. Okay, hold on. Mới bị COVID xong. Oh, hèn chi. Hèn chi. Okay. Vậy là đứng đó là giảng giảng COVID luôn đó. Yeah. Pastor Nathan cannot be here this morning. He's down in Florida. He's resting with his family. He's taking care of his grandma. He will be back next week. Okay. Rồi chúng ta thấy Isaiah cái cách giảng nó khác hơn là các mục sư khác phải không? Một phần là tôi nghĩ là cái cử tọa ở đây là đa số là các bạn trẻ, thứ hai là cái ngôn ngữ là tiếng Anh, cho nên nó cũng ảnh hưởng đến cái cách chúng ta trình bày rất là nhiều. Stuck with me for the next 30 minutes. Risen Encounters. Rồi mình cũng để ý một trong những cái đặc điểm trong cái cách giảng của Isaiah đó là em có những cái khoảng dừng khá là lâu. Cái khoảng thời gian chết nó hơi dài và nó làm cho bị distract rất là nhiều. Mình để ý khuynh hướng này khi mà mình giảng á,
khi mình xem bản thảo hoặc là mình xem cái ghi chú của mình đó, thì phải trong một thời gian rất là ngắn, mình phải viết nó như thế nào đó, hoặc là mình trình bày nó trên mình in nó trên giấy như thế nào, trong quyển kinh thánh như thế nào đó, để mình chỉ cần lướt qua một cái là mình có thể thấy được cái điều mình muốn nói tiếp theo, chứ mình không có cần phải nhìn vô đó rồi mình kiếm. Tôi thấy cái khuynh hướng của các bạn trẻ bây giờ đó là các bạn dùng chữ rất là nhỏ. Tôi thì chữ nhỏ tôi không thấy, cho nên tôi phải làm cái chữ cho nó to ra. Cái chữ nhỏ đó thì mình có thể dồn nhiều thông tin vào trong một cái trang giấy, nhưng mà khi mà mình cần tìm một cái thông tin nào đó, như là cái ý mình đang giảng, hoặc là cái lời mình đang nói, một cái câu trích, một cái code hay cái gì đó mà chữ nhỏ quá, mình phải tìm, nhất là trên cái màn hình của cái máy tính nữa đó, thì nó sẽ mất thời giờ cho mình, nó sẽ tạo ra những cái khoảng chết. Jesus is risen. Amen. Jesus is risen. Jesus is alive. He's breathing. He's saving. He's transforming. And don't let anybody tell you that he's stopped. The gospel of Jesus Christ still holds the power of God's salvation today. So cái câu mà Isaiah mới vừa nói lúc nãy, Jesus is alive, Jesus is healing, Jesus saves, he's still doing that today. And then nó có một cái khoảng dừng khá là lâu, một vài giây, rồi mới tới cái câu tiếp theo. Nếu như mà cái câu tiếp theo đó được nói ngay sau cái câu mà Isaiah vừa nói trước đó, thì cái hiệu ứng nó sẽ cao hơn rất là nhiều. There were 10 documented appearances of the risen Jesus throughout the four Gospels. But what is the point of the resurrection if there is no one to testify of it? Church, can I encourage you? We as God's people, the moment you believe in Jesus, you become the one who testifies of the living God, and his name is Jesus. Okay, với cái cách của Isaiah đó, chúng ta có thể thấy hai cái tương phản. Okay, Isaiah, you were preaching when you're not looking at the laptop screen. But when you look at the laptop screen, you are reading, you're not preaching. That's so different. We can see that in very clear. The 12 apostles encountered Jesus, the risen Jesus. And they themselves bore witness that this is indeed the Savior of the world. So we're going to talk about the last two occasions before Jesus ascends into heaven. We're going to talk about the last two occasions. If you would go with me to Matthew chapter 20, verse 9 through 10. We're going to start there. Matthew chapter 28. So Jesus just met the women. The women came to anoint his body at the tomb, and they couldn't find him. And the angel of the Lord came and said, "He is not here. He is risen." And they all freak out. And so that's the context of what's happening. Now we look at verse 9. It says, "And as they went, the women," that's Mary Magdalene and the other Mary. Okay, Isaiah, if you have some time and you try this, you download this video and use some audio video editing software and cut all of the dead silence out of it, then you're going to hear a totally different message. I guarantee you if you do that. Yeah. Nó sẽ cái sứ điệp này nó sẽ impact hơn rất là nhiều nếu như không có những cái khoảng lặng để mà nhìn computer để mà tìm cái ý mà mình muốn nói. Yeah. And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them saying, "Rejoice." So they were on their way back running to tell the disciples that Jesus has risen from the dead, and Jesus literally just appears before them along the way. And he says, "Rejoice." So they came and held him by the feet and worshiped him. Verse 10, then Jesus said to them, "Do not be afraid. Go and tell my brethren to go to Galilee, and there they will see me."
So, cái cách mà Isaiah đọc Kinh Thánh chỗ này rất là tốt, rất là diễn cảm, có những điểm nhấn mạnh, những điểm nhắc trầm bổng. Nhưng mà về cái phương diện hình ảnh đó, thì nếu mà Isaiah cầm cái quyển Kinh Thánh mà đọc cái đó đó, it's going to be much more powerful than looking at the screen. I love how when Jesus meets these women and he says, rejoice. I can imagine that they're like scrambling, they're huffing their way all the way, and he just appears before them and he says, rejoice. I would be livid. And I love he just doesn't say, here I am. He says, rejoice. It's a very interesting thing to hear from somebody who just came back from the dead. Like, but I love this. He says, rejoice. So the word rejoice here in the Greek is charita. It means to delight in God's grace. It literally means to experience God's grace, to be conscious and be glad for his grace. So literally, he's saying to them, here is God's grace. Rejoice. And the resurrection is the power of God's grace manifested before them in this moment. He's literally saying, behold and be glad that this is the grace of God before you. The resurrected Jesus is the manifestation of God's grace. And I love how the women reacted. It says here in verse 9, it says, so they came gladly. It will by no means hurt them. And they will lay hands on the sick and they will recover. And these signs will follow. God's power will always accompany his gospel. His gospel. Okay, quý vị nghe lại câu này nha. I would know because I used to be like that. It's true. And these signs will follow those who believe. In my name, they will cast out demons. They will speak with new tongues. They will take up serpents. And if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. And they will lay hands on the sick and they will recover. And these signs will follow. God's power will always accompany his gospel. Okay. God's power is always accompany his gospel. Cái cách mà Isaiah nói chỗ này đó, khi mà bắt đầu phát âm ra cái chữ God đó, và với cái cường độ rất là mạnh, rất là lớn đó, it sounds like a hammer hitting my ears. Tức là để mình nghe lại chỗ này chút xíu nha. And these signs will follow those. It's good nhưng mà nó thiếu cái control. They will cast out demons. They will speak with new tongues. They will take up serpents. And if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. And they will lay hands on the sick, and they will recover. And these signs will follow. God's power will always accompany his gospel. Rồi, nếu mà quý vị giống như tôi ngồi ở đây có hai cái loa cũng tương đối lớn ở trong cái phòng này đó, thì cái câu mà Isaiah nói đó nó làm cho rất là chói lỗ tai. Tôi không biết ở trong cái khán phòng trong cái buổi mà Isaiah giảng thì nó như thế nào. Nhưng mà mình nhấn mạnh là cái điều tốt để cho người ta tập trung vào cái điểm mình muốn nói, nhưng mình phải có cái sự tiết chế, bởi vì cái âm lượng khi mà mình phát ra nó vào trong cái microphone, nó qua cái amplifier, nó ra cái loa, thì nó sẽ magnify rất là nhiều lần. Cho nên mình nói một ở trong cái microphone thì nó ra loa có thể 8, 9 lần, 10 lần, thì mình phải tiết chế đó. Cũng một ý đó, cũng một cách đó, nhưng mà cái âm lượng mình nó nhỏ lại chút xíu thì cái người nghe họ sẽ nghe rất là vừa vặn, không có bị chói tai. Rồi tôi nhảy qua cái phần cuối cùng. We will be right out there to share Jesus.
cái phần kết luận thì có người lên để đàn làm cái background music cũng watch what happens. Watch how the power of God starts manifesting before your very eyes. Just because you were bold enough to approach the cashier, just when you were bold enough to approach the person that looks sick, just when you're bold enough to approach that family member that says they don't believe in Jesus, you just begin to tell them. Cả cái bài giảng này quý vị nghe từ đầu cho tới bây giờ đó, thì cái từ khúc đầu đó là it's up here. High pitch, high activity, everything is upbeat. Cái cách bày tỏ diễn đạt cũng rất là open, rất là expressive, diễn cảm, cách đọc kinh thánh cũng rõ ràng mạch lạc. It was good, but it was up here. Rồi đến cái phần mà áp dụng đó, it's down here. Cộng thêm cái âm nhạc, nó trở thành rất là low pitch và nó có cái sự khác biệt rất là rõ giữa cái lúc mà mình bắt đầu bài giảng cho đến cái lúc mà kết thúc bài giảng. Either you believe or you don't. And church, as we end the series Risen Encounters, can I encourage you to be so bold, to as you have received. Với lại cái chỗ này đó là có lẽ một phần do cái tác động của âm nhạc và Isaiah muốn kết thúc cái bài giảng cho nên không phải chỉ hạ cái âm lượng mình xuống, cái cách nói mình xuống, nhưng mà cái dynamic ở trong cái speech đó, nó cũng không còn luôn. It lacks the speech dynamics. For example, khi mình nói cái chữ là you have to be bold, nhưng mà you have to be bold, you have to be bold, it's different. Cái dynamic trong cái language của mình thì nó phải khớp với lại cái lời mình nói ra thì nó mới tạo cái impact. Your risen encounter, as you have seen the goodness of God, therefore go, so that other people may experience Him as well. You see? Therefore go. In fact, therefore go. Mình put energy mình vào trong cái đó. It's a command. Go. Don't just sit there. Go. Stand up. Do something. Don't just be the same. You have to be different. Go do something else. Go tell the gospel to someone else. Like how vậy? Thì cái phần áp dụng nó sẽ effective hơn rất là nhiều. Ok, bây giờ mình trở lại với cái phần lượng giá của các anh em ở trong lớp. Về cái phần nội dung đó thì tôi thấy rất rõ là những cái phút đầu có cái sự thu hút rất là tốt, làm cho cái người nghe được cuốn hút. Ít nhất là cái cách mà Isaiah trình bày nó phù hợp với các bạn trẻ, với cái nhóm nói tiếng Anh. Và cái cách mà Isaiah đặt vấn đề đó và dẫn vào trong cái câu chuyện của cái bài giảng nó cũng rất là phù hợp. Cái flow rất là tốt trong cái phần dẫn nhập. Về Kinh Thánh thì Kinh Thánh được đọc lên nhiều lần, nhưng mà tôi cảm giác dường như cái phần mà giải nghĩa cái khúc Kinh Thánh đó thì ít. Có đọc Kinh Thánh thì có, nhưng mà giải thích cái ý nghĩa của nó hoặc là đào sâu ở trong cái ý nghĩa đó thì tôi thấy nó còn thiếu chỗ đó chút xíu. Mục sư Vinh cũng thấy điểm đó là scriptures about the risen Christ appear to the women and the great commission were used in his sermon but did not go deep into theology. Rồi phần tóm tắt thì tôi không thấy được cái ý chính được nhắc lại nhiều lần ở trong cái bài giảng. Thì nó cũng có thể khó để mà nghe được cái ý chính của cái bài giảng đó là cái gì. Còn một số anh em khác thì có những cái nhận định khác, ví dụ như là nếu bạn thực sự kinh nghiệm sự gặp gỡ Chúa cách cá nhân thì hãy chia sẻ điều đó với mọi người xung quanh. Thì cái đó nó giống như một cái kết luận của cái người người nghe hơn là cái ý mà người giảng lặp đi lặp lại trên tòa giảng. Là con cái Chúa, chúng ta phải luôn ở thế tấn công, đi về phía trước, đi rao giảng tin lành của Chúa cho những người xung quanh, phải là offensive chứ không phải là defensive. Thì nó cũng là good point, nhưng mà nó là một trong những cái point của cái bài giảng, chứ nó một trong những cái sentence
ở trong cái bài giảng, chứ nó không phải là cái main point của bài giảng. Phúc âm thì có đề cập đến phúc âm nhưng mà không thấy nhấn mạnh nhiều về cái sự chết đền tội của Chúa Giêsu. Khi mình một trong một cái bài giảng mà có phúc âm đó, mình phải nhấn mạnh sự chết của Giêsu vì có tội lỗi của con người, sự sống lại Chúa Giêsu vì có cái niềm hy vọng của con người, thì nó phải đầy đủ. Thì Isaiah có đề cập nhưng mà không có nhấn mạnh về cái sự chết của Chúa Giêsu. Rồi rõ ràng thì bài giảng này rõ, không có gì khó hiểu. Và cái cách mà Isaiah dùng những cái câu chuyện để mà diễn đạt đó thì nó phù hợp với cái cử tọa và nó cũng dễ hiểu. Áp dụng thì có sự kêu gọi hành động, kêu gọi để tái cam kết bước theo Chúa, rao truyền danh Chúa. Rồi Isaiah discuss about changing the mindset and thinking defensively about the world's terrible condition, but to step out and offensively sharing the gospel. Thì cái ngôn ngữ mà defensive hoặc là offensive đó, thì đối với các bạn trẻ thì có thể dễ hiểu, nhưng mà đối với cái thế hệ những người mà lớn tuổi đó thì có thể sẽ hơi khó hiểu, có thể làm cho họ hơi thắc mắc. Tấn công là sao, phòng thủ thì ai cũng có thể hiểu được rồi, nhưng bây giờ tôi tấn công bằng phúc âm, tôi tấn công kiểu gì đó. Rồi minh họa thì có nhiều ví dụ, nhưng có lẽ vì quá nhiều cho nên nó làm cho cái bài giảng bị loãng và nó trở thành một cái bài chia sẻ kinh nghiệm hơn là cái bài giảng kinh thánh. Đây cũng là điểm mà chúng ta lưu ý trong bài giảng này về cái cách trình bày, về cái dynamics of speech, cách sử dụng cử điệu này kia, everything is good. Nhưng mà em trình bày rất là nhiều những cái ví dụ here and there. Nó không có hẳn là giống như một cái câu chuyện hay là một cái gì nó rõ ràng as a block of example hay là illustrations, nhưng mà it's a here and there, một vài câu chỗ này, một vài câu chỗ kia, một vài cái trải nghiệm chỗ này, một vài trải nghiệm chỗ kia, để làm cho cái bài giảng nó giống như là mình chia sẻ cái kinh nghiệm cá nhân mình hơn là mình đào sâu vào trong lời của Đức Chúa Trời. Thành ra đó cũng là cái mình lưu ý, mình phải có sự quân bình. Nhiều bài, nhiều cái ví dụ thì nó cũng tốt, nhưng mà ví dụ nào nó phải đi vào đúng cái point của cái ví dụ đó. Còn phần còn lại thì mình nên tập trung vào vấn đề phân tích kinh thánh. Rồi độ dài thì bài giảng 55 phút thì tôi thấy nó là một bài giảng dài. Dù cho người giảng cuốn hút cử tọa như thế nào thì một bài giảng quá dài cũng sẽ không động lại trong lòng người nghe bao nhiêu điều. Nhất là khi ý chính của bài giảng không có được lặp lại nhiều lần trong suốt bài giảng. Tôi phải nói thật là bắt đầu từ phút 20 của bài giảng tôi đã phải rất cố gắng để tập trung và nghe tiếp. Tại vì cái cách mà Isaiah trình bày như tôi nói lúc nãy, it's high pitch, most high pitch, thì nó làm cho cái người nghe cảm thấy bị pressure. There's high pitch, there's pressure, where there's high pitch, there's pressure. Thành ra khi mà tôi cảm thấy bị pressure như vậy đó, thì rất dễ để tôi mất tập trung và tôi cảm thấy buồn ngủ. Đó là thực tế. Đối với cá nhân tôi là như vậy, không biết quý vị khác thì có cảm nhận như vậy không, nhưng mà đối với tôi thì tôi thấy cái điểm đó, cho nên tôi ghi ở đây. Tại vì mỗi người nghe bài giảng sẽ có một cái cảm nhận khác nhau. Đa số các sinh viên khác thì cũng góp ý đây là cái bài giảng hơi dài. Phần kết luận thì người giảng nói chậm, trầm và nhiều cảm xúc lắng động. Tuy nhiên cái phần này nó cũng hơi dài, nó cũng khoảng 15 phút cho cái phần kết luận thì nó cũng hơi là dài. Nó dài một phần nữa đó là do Isaiah có rất là nhiều những cái dead silence ở trong cái bài giảng của mình. Mình nói từ câu này qua câu kia, mình ngắt, mình ngừng cái khoảng quá dài. Cái nghệ thuật mà sử dụng cái khoảng dừng đó, cái pause đó rất là quan trọng. If you pause too long, people are gonna forget what you said before. If you pause too short, they don't have enough time to process what you just said. Thành ra trong cái trường hợp này là cái mấy cái pause nó quá dài, thành ra canh sao vừa đủ thôi. So maybe 1 or 2 seconds is appropriate for most situation. Yeah. If you pause longer than that, then it makes people feel uneasy. Rồi kết luận và kêu gọi dài, nội dung bài giảng chưa đủ thuyết phục để kêu gọi sự cầu nguyện và đáp ứng trước lời Chúa. In his ending prayer, Isaac thanked God and convinced the Christians to go and live it out.
Rồi phần khả năng ghi nhớ thì có nhiều lần khích lệ cái sự chia sẻ phúc âm của Chúa Giêsu. Tôi thấy cái điểm này ở trong xuyên suốt cái bài giảng. Và thì Isaiah có nhắc cái điều này nhiều. Có cụm từ Chúa là thật, theo Chúa phải luôn trong thế tấn công, đi về phía trước, đi ra giảng tin lành. Những cụm từ này đọng lại trong lòng người nghe. Thì đúng là cái cụm từ này người nghe nó cũng khá là interesting. Rồi Isaac uses the verb encourage often to inspire Christian to live a life testifying that Christ is truly alive, and he is present in our life. Rồi có hướng đến những người chưa tin không? Thì không có thấy rõ điều này. Thầy hứa có nhắc đến chỉ có đức tin ở Chúa Giêsu thì mới bảo đảm sự cứu rỗi. Ngoài ra không có con đường nào khác dẫn đến thiên đàng. Rồi phong cách giảng thì tôi thấy thầy Isaiah có rất là nhiều những cái cử điệu phong phú, nó phù hợp với lời nói và diễn đạt một cách rất là sống động, tức là có cái cử động trong cái cơ thể của em nó rất là phù hợp, em diễn đạt rất là tốt bằng cái tay của mình, chân của mình, cả cái hình thể của mình. Ho, hít mũi, có lẽ bị cảm lạnh, bị dấn, những người khác cũng thấy điểm đó. Nếu cử tọa là người lớn và theo phong cách truyền thống thì không phù hợp, nhưng nếu người là giới trẻ thì tôi nghĩ là có vấn đề, thì tôi không nghĩ là có vấn đề. Cái góp ý của mục sư chính ở đây cũng là điều chúng ta lưu ý chút xíu. Cái cử tọa đôi khi chúng ta bị một cái quan niệm là cử tọa lứa tuổi này thì tôi phải giảng theo cách này mới phù hợp với họ, cử tọa lứa tuổi kia tôi phải chọn cách cái giảng kia. Cái điều đó nó đúng nhưng không có hẳn là cái yếu tố quyết định hoàn toàn. Những cử tọa mà lớn tuổi đôi khi họ gặp cái cách trình bày mà nó sôi động, nó sống động, đôi khi nó lại là cái điều đem lại cho họ cái sự khích lệ nhiều hơn là cái số lối giảng truyền thống đứng một chỗ hoặc là như là một cái khúc cây ngay giữa tòa giảng vậy đó. Thì nó không có không phải là lúc nào cũng phải fix với một cái cách trình bày nhất định. Chúng ta là người giảng ở trên đòi giảng đó, nhất là nếu mà quý vị là mục sư, quý vị giảng hàng tuần đó, thì mình nên thử cách này, nên thử cách khác, nên cho bài chiên của mình thưởng thức những cái cách trình bày bài giảng nó khác nhau. Và nó là thách thức đối với chúng ta, bởi vì nhiều khi mình phải bước ra khỏi comfort zone của mình. Giống như tuần cá nhân tôi đi tuần rồi, mỗi tuần thì tôi đều giảng theo cái script hết, nhưng mà chủ nhật tuần rồi đó thì tôi vẫn chuẩn bị cái script, nhưng mà có những chỗ tôi giảng như là giảng dàn ý chứ tôi không giảng theo cái script. Thì cái ý chính nó vẫn có ở đó, một phần là bởi vì tôi đã ghi nhớ phần lớn những cái ý chính trong bài giảng rồi, cho nên cái lúc đó mình có thể nói ra ngoài không có lệ thuộc vào cái bản thảo. Và khi đó tôi để ý thấy rất rõ, và tôi xem lại cái video của mình trong bài giảng tuần rồi, tôi thấy là cái sự tương tác bằng mắt của tôi với lại cử tọa đó nó nhiều hơn so với những cái bài giảng trước nếu mà tôi bám sát vào trong cái script. Thì đó cũng là cái mà khi mà tôi học cái môn này với lại quý tôi tới Chúa thì cũng là cái điều Chúa khích lệ cho tôi. Đó cũng là cái mà tôi đang học và tôi cũng đang phải rèn luyện và tôi đang phải cậy ơn Chúa để bước ra khỏi cái comfort zone của mình. Và Chúa bày tỏ ra nhiều điều cũng rất là lạ lùng ở trong cái trải nghiệm đó. Cho nên nếu người giảng cần phải thử nghiệm thì tại sao mình không cho hội chúng có những cái thử nghiệm với những cái phương cách trình bày khác nhau? Tại sao mình phải mặc định rằng là hội chúng là người già thì phải trình bày theo cái kiểu giống như một ông già? Thì cái điều đó mình đang trói buộc mình vào trong những cái khuôn khổ, nó có thể giới hạn cái cách để chúng ta trình bày sứ điệp của Chúa sống động hơn. Mục sư nói cái điểm đó là em thấy ở một cái chừng mực nào đó em cũng cảm thấy ok. Tất nhiên cái mục sư chính nói là mình phải rất là cẩn thận đó. Những người mà như em hay là như mục sư chính mà ngoài là bắt chước Isaiah mà giảng là lên đường luôn đó. Nhưng mà đúng, em ở trong hội thánh lúc trước em sinh hoạt đó, có rất là nhiều người lớn tuổi mà khi họ đi dự đại hội về đó, họ nói đó, ui sao một cái phần thờ phượng ở ở ở đại hội sao nó cuốn hút thế, nó hay thế, mà về đây sao hát mà sao cứ đứng 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 giống như cây chuối vậy. Mà những người lớn tuổi như mục sư họ nhận xét như thế, mà về thì là rất là đáng để cho hội thánh suy nghĩ. Dạ. Tất cả những gì chúng ta làm ở trong hội thánh đó, mình phải lưu ý điểm này,
Không phải cái cách của chúng ta, không phải cái văn hóa của chúng ta là quan trọng, mà cái điều quan trọng là Đức Chúa Trời đang muốn làm cái gì cho hội chúng của Đức Chúa Trời qua chúng ta, qua ban thờ phượng, qua bài giảng, qua phần đọc kinh thánh, qua cái phần hát tôn vinh. Mình không đặt trọng tâm cái vấn đề đó, mà mình cứ chú trọng vào văn hóa, vào tuổi tác, vào sự trang nghiêm. Trang nghiêm theo cái hiểu của văn hóa Việt Nam mình là nó trớt quá cái trời. Tại vì trang nghiêm trong cái văn hóa của Kinh Thánh đó, trong cái hiểu của Kinh Thánh là David có thể lột trần nhảy múa trước hòm giao ước tôn vinh Đức Chúa Trời. Và khi mà vợ ổng nói này nói kia, ổng còn sực tay bá nữa. Cho nên cái vấn đề trang nghiêm trong cái văn hóa của chúng ta, nó là một cái sợi dây trói buộc chúng ta đã quá nhiều năm rồi. Mình nên cậy ơn Chúa để cởi mở. Tôi không có ý nói rằng là một ngày một bữa tự nhiên bữa nay một sư Tấn giảng rất là nghiêm trang, bữa sau một sư Tấn nhảy lưng tưng chạy chỗ này chỗ kia giống như là Isaiah, hoặc là hơn nữa là giống như một cái ông mục sư ngũ tuần nào đó chẳng hạn. Tôi không phải nói như vậy. Cái gì nó cũng phải có thời gian, và cái gì nó cũng cần phải người ta phải quen thuộc từng hồi từng lúc từng bước một. Và để thay đổi một cái hội thánh là quý vị nên nhớ, mình thay đổi cả một cái văn hóa hay là một cái tiểu văn hóa thì đúng hơn ở trong cái hội thánh đó, chứ nó không phải là chuyện đơn giản. Cho nên ngay cả chúng ta là những người giảng đó, cho dù mình có thấy một cái gì đó nó thích hợp, nó hấp dẫn, hoặc là nó sống động đi chăng nữa, điều đó không có nghĩa là mình có thể đạt được cái level đó, hay là cái mức độ đó, hay là hội chúng của mình có thể chấp nhận được cái mức độ đó. Nhưng mà nếu mình thấy một cái điều gì đó tốt hơn, mà mình nghĩ rằng hội chúng của mình là như thế này, cái tốt hơn này sẽ không phù hợp với hội chúng của mình đâu, thì mình đang tự trói mình ở trong cái khuôn khổ không có cần thiết. À, cái điều mà tôi muốn khuyến khích với tôi tới Chúa đó là mình thách thức chính mình. Nếu mà Đức Chúa Trời cảm động mình ở một cái cách trình bày khác hơn những gì mình thường sử dụng, như tôi, cái trải nghiệm của tôi trong Chủ nhật tuần rồi, thì mình có sẵn sàng để làm theo cái điều Chúa cảm động mình, thách thức chính mình và thách thức hội chúng của Chúa, hay là khi mình thấy một cái gì đó nó mới mẻ, nó hơi khác với cái bình thường, rồi cái mình nói thôi này, hội thánh mình vậy xưa giờ quen vậy rồi, thôi mình cứ tiếp tục như vậy, thì bao giờ chúng ta mới có được những cái sự cải thiện cần thiết ở trong cái đời sống và trong chức vụ của mình. Cho nên cái thách thức mà chúng ta là những người giảng luôn phải đối diện đó là mình phải làm mới đời sống của chính mình. Điều này tôi nói đi nói lại rất là nhiều lần với lại các mục sư ở trong hội thánh của chúng tôi, và trong bất cứ một môi trường nào cũng vậy. Mình giảng một cái điều mới đối với người khác nó không có khó, nhưng làm mới chính mình để giảng lại cái điều cũ mình đã giảng như là một điều hoàn toàn mới đối với mình, đó mới là cái thách thức. Và người giảng cần phải có những trải nghiệm đó thì hội chúng mới có thể thấy được cái giá trị của lời Chúa. Tại vì lời Chúa không có thay đổi. Trong năm nay Kinh Thánh tiếng Việt in ra nó cũng nhiêu đó, bao nhiêu đó chữ, bao nhiêu đó nghĩa, nhưng mà chính Thần Linh mới làm cho cái lời đó nó sống động trong đời sống và trong mỗi một hoàn cảnh của mỗi một con người. Và hoàn cảnh thì không ai giống ai, ngay cả hoàn cảnh của một con người hay là cái cảm nhận của một con người về lời Chúa, lúc này họ cảm nhận thế này, lúc kia họ cảm nhận thế khác, chứ họ không có giống nhau. Và làm sao để cho mình có cái trải nghiệm sự mới mẻ trong lời của Chúa để mình có thể chia sẻ lại. Giống như hồi nãy tôi có nói với lời quý vị cái câu chuyện mà Phi-e-rơ đi bộ trên mặt nước. Xưa giờ mình giảng câu chuyện đó là ổng leo ra khỏi thuyền. Nhưng mà tới một cái ngày nọ tôi ngồi lại suy gẫm câu chuyện, nói Chúa, con nghe câu chuyện này, con đọc cuốn Kinh Thánh này nhiều lần, giảng chỗ đó hoài chán lắm. Giờ Chúa chỉ con góc độ nào khác. Chúa chỉ góc độ của con thuyền, nhìn câu chuyện từ một góc độ hoàn toàn khác, để mình lột tả cái ý nghĩa của Kinh Thánh đó. Nó là cái điều mới cho cá nhân mình. Tôi không biết những người khác có suy nghĩ cái câu chuyện đó ở góc độ đó chưa. Có thể không có, tôi không biết. Nhưng mà không phải mục đích không phải là để tôi so sánh với cái chuyện là người ta làm như thế nào. Nhưng mà ít nữa đối với tôi, nó là cái câu chuyện mới. Và tôi nhìn câu chuyện đó ở một góc độ hoàn toàn khác. Cho nên cái điều mà tôi muốn khuyến khích với tôi tới Chúa ở đây đó là không phải là quý vị học xong cái lớp này, cái là bữa sau quý vị sẽ giảng một cái cách giảng hoàn toàn mới. Tôi không có kỳ vọng cái điều đó. Điều đó nó là bất khả thi. Nhưng mà chúng ta có những cái nguyên tắc để mình có thể áp dụng ở trong đời sống chức vụ của mình. Và hy vọng trong cái tiến trình mình áp dụng những nguyên tắc đó đó, thì mình sẽ thấy cái sự giảng dạy của mình nó trở nên sống động càng hơn.
Và cái mục đích của mình giảng sống động hơn không phải để người ta khen mình giảng hay hơn hay là người ta khen mình được ơn này nọ, cái chuyện nó bỏ qua bên hết, nhưng quan trọng là để cái sứ điệp của lời Chúa chuyển đến cho người nghe và nó kết quả, đó là điều mà chúng ta ao ước phải không? Rồi, về cái phần về cái nhịp độ thì tôi thấy nãy giờ tôi cũng có nói nhiều trong cái bài giảng của Isaiah, có những cái khoảng dừng hơi dài 15 phút đầu tốc độ nói phù hợp, lúc nhanh lúc chậm tùy ngữ cảnh, và biết cách sử dụng cái cường độ của giọng nói, tức là em lúc nào muốn nhấn mạnh em nói lớn tiếng rõ ràng, mình thấy cái điểm đó. Nhưng càng về phần sau của bài giảng thì người giảng dùng cái giọng cao high pitch khá nhiều, nó gây chói tai và cái cảm giác nặng nề áp lực cho cử tọa. Thì mình lưu ý cái điểm này để mình quân bình nó lại, không phải là mình loại bỏ nhưng mà mình balance out, cái chỗ nào cần soft thì phải soft, chỗ nào cần mạnh thì phải mạnh. À, chứ cái chỗ soft mà cũng mạnh, chỗ mạnh mà cứ soft hoài đó thì nó sẽ rất là cái bài giảng của mình nó sẽ đi, cái cách nói mình nó sẽ đi ngược lại với cái nội dung của bài giảng, nó sẽ uổng ha. Rồi từ đệm thì Isaiah giảng không có cái từ đệm, nghe những cái tiếng sổ mũi rất là rõ. Mình lưu ý là mình biết mình sổ mũi, nhiều khi mình phải hít lên, không thể mình đứng trên tòa giảng mình cứ hỉ mũi hoài, thì khi mà mình sniff in đó, move the microphone away so it won't pick up, thì it's gonna be better hơn là để cho người ta cứ nghe mình sniff thì nó hơi distracting. Rồi sự xác quyết thì chúng ta thấy rất rõ cái nhiệt huyết qua cái giọng nói và cái sự giao tiếp bằng mắt với cử tọa. Người giảng tự tin mặc dù là mắt á, thì nhìn vào laptop khá nhiều lần và những lần nhìn thì dừng lại khá lâu, tạo ra cái khoảng thời gian chết. Không biết có phải chữ trên laptop nó có quá nhỏ hay không. Ở cái chỗ này tôi muốn có một cái lưu ý với lại Isaiah với lại tất cả chúng ta. Để tôi share lại cái screen này. À, cái phút thứ 9 thì nhớ không lầm. Đợi tôi chút nha. Your word and your testimony of the risen Jesus is just as powerful as any other man in this room. Don't let anybody lie to you and tell you that you can't do it. Now we're going to keep on continuing. Oh God, I feel the power. Okay, you hear that? Quý vị có nghe câu đó không? Oh God, I feel the power of Jesus. Ah. Okay. Now, in and of itself, that statement, there's nothing wrong with that statement. Because you feel it. You feel the power of Jesus. You feel his presence, whatever you feel. Nhưng mà khi mình đứng trong cương vị là mình một cái người giảng ở trên bục giảng đó, đây là cách mà chúng ta thấy rất nhiều những cái diễn giả charismatic họ hay sử dụng để họ manipulate cái emotion của cử tọa. Bằng cách nào? This is the power of suggestion right here. By saying, oh, I feel the power of Jesus. Thì cái người nghe đó, họ sẽ nghe và họ sẽ bắt đầu đặt câu hỏi. Ok, nếu mà thầy nói là thầy cảm nhận sự hiện diện hay là quyền năng của Đức Chúa Trời trong phút này, của Chúa Giêsu trong phút này. So, tôi cảm thấy làm sao? Do I feel it? Do I have it? Do I experience it? Người ta sẽ có thể có những cái nghi ngờ trong lòng họ, hoặc là có những người họ nói, oh, I don't feel anything. Why do you feel the power of Jesus? Is there something wrong with me? Hoặc là cái cách mình nói cái câu này, it just came, I know it just came very natural to Isaiah. Nhưng mà trong cái vấn đề giảng mình phải lưu ý cái điểm này, bởi vì this is one of the emotional manipulation techniques that majority of speakers they use it. Tôi không có nói là nó đúng hay là nó sai. Nhưng mà cái điều mà tôi muốn nói đây là để chúng ta lưu ý, vì khi chúng ta giảng đó mình phải tập trung để cho Đức Thánh Linh vận hành, chứ không phải dùng cái lời nói của mình để tác động đến cái cảm xúc của người ta. Thí dụ tôi đứng trên bục giảng tôi nói ồ bây giờ tôi cảm thấy Chúa Thánh Linh đầy dẫy nơi này, thì tự nhiên cái người nghe đó họ sẽ khuấy động trong lòng họ và họ sẽ đáp ứng. Nhưng mà to some point we can say, oh, I feel the Holy Spirit is filling this space. But actually nothing happened. The Holy Spirit wasn't there at all. But you say it,
Because you want the people to listen to you. And you use the presence of the Holy Spirit to pull them in, what you're saying, to focus on you instead of the Holy Spirit. Now, I'm not blaming, I'm not saying that this is what happened to you, as I'm not judging you. No, not like that. But I'm trying to tell you that this is a technique. Và nếu quý vị xem cái những cái bài giảng của Benny Hinn, của những diễn giả David Copeland, đại khái như vậy, những diễn giả ân tứ, quý vị thấy họ sử dụng cái cách này rất là nhiều. I feel the Holy Spirit is moving this way. He's on this side. He's doing like this. He's right here. You come here and you experience the Holy Spirit with me. But not like emotional manipulation. Tôi không có nói rằng là Thánh Linh không có vận hành. Thánh Linh hoàn toàn có thể vận hành theo cái cách của Ngài. Nhưng khi chúng ta đứng trên tòa giảng mà mình lặp đi lặp lại điều này ở trong cái bài giảng của mình nhiều lần đó, thì nó trở thành, nó khiến cho mình gọi là gì? Nhầm lẫn. We mix between our own emotion with the presence of God. Để tôi kể cho quý vị nghe cái câu chuyện mới vừa xảy ra với tôi trong tuần. Cái điều mà Chúa làm cũng là một cái bước mặt ở trong chức vụ của tôi. Hồi thứ ba thì tôi có một cái conference, một cái prayer conference của SBTC ở bên này, dành cho các mục sư. Khi tôi bước vào cái nhà thờ ở Longview đó thì tôi thấy nó có một cái gì đó rất là khác biệt. Nó khác hơn, tôi lái xe mấy tiếng hồ xuống dưới thì tôi thấy thì đi hội nghị thôi, conference thôi. It's just like another conference, mình không có cái gì expectation gì hết trơn á. In fact, giống như là tôi phải lower cái expectation của mình để mình không có bị disappointed. Nhưng mà khi tôi bước vào trong cái nhà thờ đó là New Beginnings of Longview Baptist Church, thì tôi cảm nhận có một cái gì đó nó khác biệt. Rồi trong cái conference đó thì họ nói về cái sự cầu nguyện. Rồi họ cho cái người mục sư, mỗi mục sư có thời giờ riêng tư. Họ chuẩn bị mỗi mục sư vô một cái phòng riêng. Không có ai làm phiền ai hết trơn, tự ở trong đó. Rồi họ có một cái tài liệu để mà giúp cho mình. Cái cuốn này đây, Consecration. Nếu mà quý vị vào trong cái website của New Beginnings Longview Baptist Church, thì cái tài liệu này nó có available trên online cho chúng ta. Nếu quý vị muốn, tôi có thể gửi cái link cho quý vị. Thì trong cái tài liệu này đó, nó liệt kê tất cả những cái lĩnh vực mà một người có thể gặp phải, có thể phạm tội với Đức Chúa Trời. Và mình xưng ra hết tất cả những điều đó với Chúa, mình thánh hóa đời sống của mình. Và mình phải hứa với Chúa là Chúa biểu gì thì mình phải làm đấy. Khi mà tôi trải qua mấy tiếng đồng hồ ngồi với Chúa một mình ở trong phòng suy gẫm những cái câu hỏi đó, thì Chúa bắt đầu chỉ ra rất là nhiều những cái vấn đề trong đời sống cá nhân của mình. Và cái tiến trình thánh hóa nó bắt đầu nó diễn ra khi mình nhận thức được mình xưng tội với Chúa, mình cảm nhận được cái sự hiện diện và sự vận hành của Đức Thánh Linh. Và buổi tối hôm đó đó thì chúng tôi có cái thời giờ để dự một cái giờ cầu nguyện của Hội Thánh. Và khi tôi bước vào trong cái phòng cầu nguyện đó, tôi cảm nhận rất rõ ràng cái sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Và các mục sư diễn giả đó thì ông nói về cái manifest presence of God. Thay vì là omnipresence, thì Chúa hiện diện ở bất mọi nơi, nhưng mà cái manifest presence tức là cái sự hiện diện, tôi không biết dùng chữ nào tốt hơn, tôi dùng đại cái chữ là hiển linh. Sự hiện diện hiển linh của Đức Chúa Trời. Nó rất rõ ràng ở trong cái buổi nhóm đó. Trong cái giờ cầu nguyện thì Chúa có thăm viếng, tôi cầu nguyện với Chúa một số những cái vấn đề trong đời sống của mình, trong những cái cưu mang của mình, cho hội thánh của Chúa, cho cá nhân của mình, cho những cái nan đề mình đang đối diện. Xong rồi, tôi dâng lên hết cho Chúa xong rồi. Tới gần cuối cái giờ đó, thì các ông mục sư quản nhiệm, ông mời tất cả những mục sư ở trong cái conference bước lên phía trên. Rồi hội thánh, những ai ở trong hội thánh mà cảm động để cầu nguyện cho bất cứ mục sư nào đó thì chạy lên để mà cầu nguyện. Thì có một người ở trong hội thánh đó, họ lên họ cầu nguyện cho tôi. Chúng tôi không có nói chuyện gì với nhau trước hết trơn á. Nhưng mà ông mục sư chủ tọa đó thì
Ông hướng dẫn thế này, ông nói quý vị đến gặp cái vị mục sư thì quý vị hãy cầu nguyện Đức Thánh Linh bày tỏ cho quý vị biết phải cầu nguyện cái điều gì cho cái người mục sư này. Và khi mà cái ông này ông bước lên ông cầu nguyện cho tôi đó, thì những cái điều mà ông cầu nguyện cho tôi đó nó chính xác với tất cả những gì mà tôi vừa trình dâng một cách riêng tư cho Chúa lúc mà tôi ngồi ở dưới. Ông nói rằng là xin Chúa thêm sức cho tôi để tôi có thể gánh vác cái cơ mang mà mình đang gánh vác cho hội thánh của Chúa. Thì trước đó ít phút tôi nói với Chúa: Chúa ơi, con đang có một cái burden ở trong đời sống của con không biết con phải trình bày với ban điều hành như thế nào về cái định hướng, cái hướng đi cho cái sự phát triển hội thánh của Chúa. Thì ông cầu nguyện xin Chúa thêm sức để tôi có thể cưu mang cái điều này. Và cái vấn đề thứ hai là trong cái relationship giữa tôi với một người lãnh đạo trong hội thánh của Chúa có cái sự distrust lẫn nhau mà không biết phải làm sao, chưa biết làm sao để giải quyết được cái distrust này. Thì ông cầu nguyện là: Chúa ơi, con biết là tôi tớ của Chúa đang có cái sự distrust với lại không có tin tưởng với những anh em ở trong hội thánh của Chúa. Thì tôi nghe ông nói cái câu đó ra, ông cầu nguyện câu đó là tôi đổ mồ hôi. Tôi nói thật là dựng tóc gáy, vì mình biết rằng Đức Thánh Linh hiện diện và vận hành để xác chứng với tôi điều mà tôi cần được nghe cho đời sống cá nhân của mình về những vấn đề mà mình cần phải giải quyết. Và cái điều Chúa cảm động tôi đó là sau cái lời cầu nguyện đó thì tôi biết tôi phải làm gì. Tôi biết tôi phải về, tôi phải xin lỗi cái người anh em của mình. Mặc dù tôi không có làm lỗi cho cái người đó, nhưng mà tôi phải xin lỗi vì trong cái cách mà tôi đối xử với người đó, tôi có những cái không đúng ở cái phần của tôi. Tôi phải về tôi xin lỗi vợ tôi, xưng tội với vợ, xin lỗi vợ, xưng tội với các con, xin lỗi các con. Và cái sự hiện diện của Chúa Thánh Linh ở trong cái buổi nhóm đó nó rất là rõ ràng. Có một sư Lộc đi chung với tôi nữa, thì tôi có nói một sư Lộc lúc mà chúng tôi ra về, tôi nói vui, tôi nói anh đã từng thấy lửa ngũ tuần. Một sư Lộc nói thêm câu nữa là cũng có lửa lạ nữa anh. Mà bây giờ mới thấy lửa Baptist là như thế nào. Tôi thấy được cái sự hiện diện và vận hành của Chúa Thánh Linh ở trong cái buổi nhóm đó như thế nào. Một cái câu chuyện dài để trở lại cái vấn đề mà chúng ta đang nói đến ở đây. Khi mình giảng đó, rất dễ để vì cái khao khát kinh nghiệm cái sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở trong cái giờ giảng của mình mà mình ngụy tạo cái điều đó, mình tác động cái cảm xúc, hay là mình nhầm lẫn giữa cảm xúc bản thân mình với lại sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Và cái điều đó rất là nguy hiểm. Cho nên mình lưu ý để mình tránh những cái trường hợp như vậy. Và tránh đưa ra những cái tuyên bố nó mang cái tính chất khơi gợi cái cảm xúc của người ta. Nếu người ta thực sự cảm nhận có sự hiện diện của Chúa Thánh Linh trong phòng nhóm, quý vị sẽ thấy những cái biểu hiện rất là rõ ràng, cái đáp ứng của người ta nó sẽ rất là rõ ràng. Thành ra trong cái buổi nhóm vừa rồi chúng tôi ở trong cái sự hiện diện của Chúa rất là nghiêm trang chỉnh tề, không có tiếng lạ, không có cái kiểu mà la hét nhảy tới nhảy lui mà mình thường thấy trên truyền hình, nhưng mà nó rất là chỉnh chu, đâu ra đó thứ tự lớp lang hẳn hoi, và từng lời nói, từng sự cầu nguyện có sự sức dầu của Chúa Thánh Linh trong đó, và mình cảm nhận được điều đó. Thì đó là một cái phước mà tôi muốn chia sẻ lại với quý tôi tớ Chúa, với anh chị em, để trong cái sự giảng dạy của chúng ta đó, mình vì cái sự yêu mến hội thánh của Chúa, đôi khi mình để cái cá nhân của mình xen vào thay vì để cho Chúa vận hành. Thành ra xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta ha. Riêng trong cái bài giảng này thì với cái phần phần trang phục đó, thì Isaiah tôi nghĩ là em ăn mặc phù hợp với lại cái cử tọa này. Đối với người lớn thì có thể họ thấy nó casual quá, nhưng mà đối với các bạn thì nó là bình thường, không có sao hết. Rồi, thầy Sơn có một vài cái góp ý là sau khi tôi nghe xong bài giảng, tôi không nhận được bài học nào từ lời Chúa, từ sự giảng dạy và phương cách trình bày của người giảng. Có lẽ do tôi có quá nhiều cái filter thì cũng chưa hiểu ý lắm thầy Sơn muốn nói đến đây là gì, nhưng mà đây là cái cảm nhận của thầy Sơn. Mục sư Vinh, sounds are good, the stage is just a little bit dark. Thì cái sân khấu này nó thiếu ánh sáng, không phải là thiếu cái ánh sáng ở trên cái background, mà thiếu ánh sáng ở trên cái gương mặt của thầy Isaiah. Cho nên nếu mà có cái spotlight hoặc
hoặc là có một cái dàn đèn nó làm cho sáng cái người giảng đó, thì nó sẽ tốt hơn là cái bối cảnh hiện tại. Rồi thì đó là mấy điều mà chúng ta góp ý cho thầy Isaiah. Không biết quý vị có muốn góp ý thêm gì nữa không? Hay là Isaiah có respond gì không? Có cái câu hỏi đó mà một sự tính câu hỏi đầu tiên đó, mà có phần sau mà không có hiểu được cái câu hỏi đó, phần nội dung á, nội dung bài giảng á, có đưa ra vấn đề mà chúng ta cần tìm giải pháp không á, là cái đó là như thế nào? Cái câu hỏi ở đâu, xin lỗi thầy, mục sư. Cái phần giới thiệu đó, lại cái lượng giá của bài giảng đó, chưa hiểu là cái phần nó có 3 phần, câu hỏi nó có 3 phần mà cái phần cuối cùng. À, nó có đưa ra vấn đề mà chúng ta cần tìm giải pháp hay không? Tức là Dạ lại. giới thiệu đó, người giảng có trình bày một cái vấn đề hay là một cái khúc mắc gì đó khiến cho cử tọa phải suy nghĩ, và cái khúc mắc đó sẽ được trình bày ở trong cái bài giảng hay không. Tức là khi khi mình áp dụng cái cách này đó, là thí dụ như cái câu chuyện mà thầy Isai giảng là cái vấn đề về rao truyền phúc âm đi chẳng hạn, mình có thể đưa một cái nan đề hay là một cái câu hỏi nó liên hệ đến vấn đề rao truyền phúc âm vào trong phần giới thiệu. Thí dụ như là tôi có thể rao truyền phúc âm như thế nào nếu tôi là một người thuộc cái địa vị hay là thành phần bị người ta xem là thấp kém trong xã hội, như trong trường hợp của mấy người phụ nữ đi mà Chúa báo tin là Chúa sống lại đó, thì mấy bà là thuộc cái thành phần là không được xã hội tôn trọng, thì giờ tôi làm chứng cách nào? Thì nó cái câu hỏi đó nó có thể liên hệ tới nhiều người trong hội thánh, dù họ có những công việc làm mà nó không có phải là white collar, hoặc là họ phải làm những công việc mà trong cái nhìn của xã hội có thể là công việc thấp kém chẳng hạn, như là nhân viên đổ rác chẳng hạn. Thì bây giờ tôi ở trong cương vị đó, tôi phải làm công việc đó, đó là nghề nuôi sống tôi, thì tôi làm chứng như thế nào? Thì những cái câu hỏi như vậy là mình đưa ra cái vấn đề, và cái vấn đề đó cần có một cái sự giải pháp, thì cái giải pháp đó nằm ở trong bài giảng của mình. Thì cái ý của cái câu hỏi đó là như vậy. Cảm ơn một. Dạ, quý vị có câu hỏi, có góp ý gì thêm cho thầy Isaiah không? Thầy Isaiah respond gì? Tôi xin phép có vài lời. Tuyệt nghe không? Cái bài giảng này của Esai là em lấy là 2 năm trước đây Đúng rồi. đang hầu vị Chúa Hội Thánh Mỹ, và cái người mục sư là Nathan là cái người mà đã huấn luyện cũng như hướng dẫn Esai. Sau 2 năm á, tới bây giờ thì Esai có rất là nhiều cái sự thăng tiến và được ơn Chúa cho đã vậy về hầu vị Chúa và Thánh Việt Nam nữa. Giờ này thì tiếng Việt rất là giỏi. Quý vị cầu nguyện cho Esai một ngày nào đó Chúa cho giảng tiếng Việt. Nghe được. Ok. Chúa làm việc trên Esai cũng rất là đặc biệt. 2 năm trước đây mới có 23 tuổi à, mới ra trường đại học à, đúng không? Mà đã hầu vị Chúa như vậy rồi, rất cảm ơn Chúa. Chúa đang dùng những người trẻ. Cái điều mà tôi thấy như thế này nè quý vị, tôi thấy rằng quý vị xem xét coi trong hội thánh mình á, mình nâng đỡ thế hệ trẻ, đừng ai hết á, con cái của mình, con cái của những người trong hội thánh á, quý vị tìm cách để nâng đỡ con trẻ, con em của chúng ta để hầu vị Chúa. As I you get the motivate to serving. Okay, rồi rồi một tiếng. Thank you so much for your time and your reviews. And so the context of why I was like Right, not cái này rất rất là lạ, oh, là sorry. đúng rồi, rồi như thế này chắc là nói được đó. How about now? Rồi được rồi đấy, được rồi. Yeah, good. The mic's over here, so it's so really funny. Yeah. So my pastor at that time, he decided to go on vacation last minute, and I just got over COVID, and so I was struggling to breathe the entire time, and so it was very difficult. And so so in terms of like the lighting, we had just moved locations. Oh, We used to have our own building, but the landlord, he bumped up our rent 61%. wow. Yeah, so we moved our location to a school. So
everything you see there, we had to build every morning, and then tear it all down. So we didn't have stage lights at the time, then. So that's why it's a little bit dark. So just wanted to explain the context of what was happening. So yeah. Thank you. Yeah. Thank you so much. That was 2 years ago. My two things. Yeah. Okay. Yeah, xin Chúa tiếp tục ban phước cho Isaiah trong chức vụ. Cảm ơn Chúa vì có những người trẻ đứng lên để mà hầu việc Chúa. Chứ không thôi nhìn tương lai hội thánh 10, 20 năm nữa thấy hẻo lắm á. Nếu mà không có người đứng lên. Oh, one more thing. I can't hear you. To accept Wusikin's comment on attire. So while I was training with Pastor Nathan, I wore a suit one time to go preaching, and he told me this is too formal for our church. Oh. Yeah. Yeah. So he was like Isaiah, we don't do suits here, okay? Like, you know. So that's why the dress is very casual. And so the majority of that congregation is actually college students and young professionals. So that's the demographic of the congregation. Yeah. Isaiah, just one day I really want to jump like you. You can do it. Thực ra tôi thấy cái đề đó một cái mà tôi cũng tranh chiến nhiều. Thực ra thì cá nhân tôi thì tôi là thích ăn mặc cho nó thoải mái trong sự giảng dạy, trong khi giảng dạy. Nhưng mà có một cái là trong cái hội thánh Việt Nam đó thì tôi nghĩ rằng cái cử tọa đoàn của mình có lẽ là họ cũng có những người họ cũng khó chịu trong vấn đề đó, nên đến giờ trừ tôi vẫn chưa vượt qua được cái vấn đề đó là ăn mặc vẫn phải vest đàng hoàng để giảng dạy. Tại vì ông mục sư Mỹ mà nơi hội thánh mẹ của chúng tôi đó thì ông ăn mặc rất là giản dị. Tôi mà tuy là hội thánh lớn nhưng mà ông ăn mặc chủ nhật là ông ăn mặc rất là bình thường để mà đứng giảng dạy như vậy. Một hội thánh cũng rất là bảo thủ, hội thánh rất là truyền thống, nhưng mà cái cách ăn mặc của họ nó làm cho tạo cho mình có cảm giác rất là gần gũi. Dĩ nhiên tức lẽ là nó phụ thuộc vào cái cử tọa đoàn và cái văn hóa của cái hội thánh, cho nên khi mà ông đến chúng tôi ông giảng trong những cái ngày dù kỷ niệm một năm hay cái gì đó thì ông ăn mặc cũng rất là formal, cũng đồ vest thắt tai giống như mình vậy đó. Có lẽ là một chiếc còn bình thường thì ở hội thánh ông thì ông không làm, nhưng mà tôi lại thích cái phong cách của giống như Esai hay là những người mục sư bây giờ họ giảng nó cảm thấy nó thoải mái và mình có cơ hội gần gũi với những người mà thân hữu đó, họ không cảm thấy một cái sự cách biệt gì cả. Nhưng mà cái đó không biết là khi nào mình sẽ vượt qua được. Tôi đồng ý với lại mục sư chính cũng như Asai. Tôi rất là xê xòa, rất là thích luôn cái cách như vậy. Nhưng mà quý vị biết ở trong hội thánh của chúng tôi thì có nhiều người họ đi nhà thờ họ rất là nghiêm túc về vấn đề ăn mặc. Có nhiều người họ bận áo dài, có nhiều người là họ bận áo vest đi tới. Thì bây giờ mình làm như thế nào? Thì cuối cùng mình cũng phải bằng họ hoặc hơn họ thôi, chứ không có cách nào mà thấp hơn họ được. Đó là cái tôi chia sẻ quý vị về hệ thống hội thánh Việt Nam. Mục sư Quang cũng đã tới thăm 2 lần rồi thì cũng thấy những cái điều đó. Thì vấn đề đó cảm ơn quý tôi tới chưa nêu ra để mình có thể bàn thêm chút xíu thôi, là thực ra cái đó là văn hóa của hội thánh. Văn hóa là cái mà nó cũng rất là kỳ cục. Nếu mà mình không tuân thủ cái văn hóa đó thì mình trở thành cái rào cản để người ta đón nhận cái sứ điệp phúc âm. Cho nên đó, mình đôi khi đó mình phải lựa chọn, hoặc là cái điều thoải mái mà tôi muốn, hay là cái sự đón nhận phúc âm của cử tọa. Và khi chúng ta đưa cái đó lên bàn cân thì mình sẽ thấy cái thoải mái của bản thân chúng ta hoặc là cái suy nghĩ của cá nhân chúng ta đó, nó không thể quan trọng hơn cái sự lãnh hội sứ điệp của cái người nghe. Giả sử như bây giờ trong văn hóa người ta không chấp nhận một người phụ nữ đứng lên giảng,
Mà bây giờ quý vị mời một nữ mục sư về giảng, cho dù cái cô đó cô giảng hay đến cỡ nào đi chăng nữa, là bà con dưới ngồi lắc đầu bịt tai hết trơn à. Cho nên cái văn hóa là cái nó rất là kinh khủng, nó có cái quyền lực rất là kinh khủng trong sự trói buộc chúng ta. Thành ra đó, cho nên tôi nói quý vị, trong khi quý vị đã đứng trên tòa giảng đó, mình cậy ơn Chúa để mình thay đổi văn hóa hội thánh từng hồi từng lúc, từng chút một. Nó không dễ dàng. Không phải là mình đi tới hội thánh này, mình thấy hội thánh này làm vậy, cái về mình làm y chang vậy là được. Không có được đâu. Mình phải biết hội thánh mình là như thế nào. Và mình cần phải hướng họ đi từng bước một. Cái cả khi tôi về Garland cũng vậy, 5 năm trời. Có những điều mà tôi muốn thay đổi, nhưng mà tôi không thể làm được, tôi biết mình không thể làm được khi mà tôi mới đến hội thánh. Nhưng mà qua cái sự hướng dẫn lời của Chúa, nhỏ to tâm sự tỉ tê, rồi mở ra những cái cơ hội giúp cho người ta nhìn thấy những vấn đề khác, những cái góc cạnh khác của cùng một cái sự việc, thì việc thay đổi nó sẽ trở thành hữu lý. Ngay cả cái việc thí dụ như chúng tôi đề nghị mời một cái người mục sư về để lo cho vấn đề thờ phượng âm nhạc hội thánh, thì lúc đầu các anh chị em nói mình cũng đâu cần đâu mục sư, mình làm được bao nhiêu năm nay đâu có cần ai đâu, tại sao giờ phải có mục sư, thì tôi phải tìm cách này cách kia để thuyết phục các anh em ở trong ban lãnh đạo, ở trong ban thờ phượng, để họ thấy được cái nhu cầu. Và khi họ thấy được nhu cầu rồi, bởi sự vận hành của Chúa nữa, họ sẽ đáp ứng cái nhu cầu đó, thì mọi sự nó tuyệt vời. Còn nếu mà mình cố gắng mình gượng ép á, mình ép thì cũng sẽ được, nhưng mà cũng sẽ có những người nghiến răng mà gật đầu với mình, thì mình cũng đâu có muốn. Cho nên đó, nó là cái điều rất là nhạy bén. Tôi nói đơn giản như cái chuyện của tôi đi. Tôi muốn bỏ cái cà vạt, cũng mấy năm nay rồi chưa bỏ được. Đơn giản là vì đó là cái văn hóa của hội thánh. Thỉnh thoảng thôi thì ok, nhưng mà chủ nhật mà mục sư không đeo cà vạt thì không, người này hỏi thì người kia cũng hỏi. Thành ra đó là cái chuyện đơn giản cái cà vạt thôi. Thì để quý vị thấy rằng là trong hội thánh nó còn bao nhiêu những cái thứ chuyện khác nữa. Đã cầu nguyện Chúa để Chúa cho mình sự khôn ngoan, và mình thấy được cái điều gì là quan trọng thì nó sẽ tốt cho hội thánh của Chúa. Dạ, em xin có một câu hỏi nhưng mà có thể là không cần phải trả lời và mục sư có thể trả lời vào lần sau cũng được. Đó là cái phương cách hay là cái kế hoạch như thế nào để mình có thể tự lượng giá hoặc là đón nhận cái sự lượng giá từ đồng lao, từ cử tọa thân tín, tin tưởng để mà mình có thể cải thiện cái chất lượng giảng dạy ở trong của bản thân của mình và đem lại cái sự ích lợi cho hội thánh. Mình một trong những cái khó cho người giảng đó là mình nghe lại cái bài giảng của mình như là một người đi nhà thờ, rất là thách thức, nhưng mà nó vẫn là bước đầu tiên mình cần phải làm. Tức là sau khi chúng ta giảng xong nên mình về nên nghe lại cái bài giảng của mình, nghe như là một cái người không biết mình là ai và nghe cái bài giảng đó, thì mình nhận diện nó ở những cái góc độ mà của cái người nghe đó, thì mình sẽ thấy ra được nhiều nhiều điều lắm. Chứ đừng có nghe lại cái bài giảng từ góc độ của người giảng, tại vì mình biết bài giảng đó rồi, mình phải nghe nó từ góc độ người nghe. Và cái khó là làm sao để mình detach cái bản thân mình ra khỏi cái preaching role, để mà attach cái bản thân mình vô trong cái vai trò của listening, người listener. Cái thứ hai đó là mình có thể nhờ những người ở trong hội thánh, như là các chấp sự hoặc là những người có đời sống thuộc linh trưởng thành và hiểu về vấn đề giảng. Chứ đừng có đụng ai cũng nhờ. Mình không có muốn nghe cái ý kiến của những người không biết cho ý kiến. Đôi khi họ họ vốn không biết cho ý kiến mà mình nhờ họ cho ý kiến là mình làm hỏng cái cuộc đời họ luôn. Thành ra mình phải chọn những người thuộc linh, hiểu lời Chúa, yêu mến lời Chúa và hiểu biết cái sự nhận định về về lời của Chúa, cách giảng, thì mình mới có thể giúp họ, mình họ mới có thể giúp mình được. Ở trong hội thánh thì tôi nghĩ nếu mình đưa ra một cái survey cũng có thể, đó cũng là một cách, nhưng mà thường nó cũng không có hiệu quả gì hết trơn. Tôi đã thử cách này ở Garland và cuối cùng tôi không có làm nữa. Ví dụ như giờ trong ban điều hành đi, mỗi năm đều có một cái buổi để mà gọi là year end review, thì tôi gửi cho họ một cái form gọi là pastoral evaluation, tức là họ quan sát cái chức vụ của tôi trong một năm, những cái bài giảng, thăm viếng, chăm sóc, whatever, tất tần tật, để kêu họ góp ý cho mình.
thì họ làm một cách rất là miễn cưỡng, không biết họ sợ gì, họ ngại gì không biết nữa. Mình thì sẵn sàng open để mình lắng nghe, nhưng mà họ thì rất ngại để mà họ chia sẻ. Và cuối cùng thì sau một vài năm tôi thấy họ không có đáp ứng gì nữa, ra thôi tôi không thèm gửi form đó ra nữa. Nhưng mà cái anh chấp sự trong hội thánh thì anh nói cái này nửa đùa nhưng mà cũng nửa thật, nói mục sư yên tâm đi, if you hear nothing it's good news, if there's a bad news you're gonna hear it. Thành ra tôi phải adapt vào cái điều đó, mặc dù tôi muốn có những cái feedback rõ ràng, nhưng mà trong cái context của ít nhất là họ thánh Garland thì cái điều đó nó khó. Thành ra tôi vẫn chủ yếu là tôi phải nghe cái bài giảng của mình lại, rồi tôi nghe giảng từ nhiều các mục sư khác nhau, từ nhiều cái lối giảng khác nhau để mình học hỏi, để mình đối chiếu. Rồi cái việc đọc sách vở nó cũng giúp ích cho mình rất là nhiều trong vấn đề giảng dạy. Mình phải đọc sách vì nó sẽ rèn luyện cái tư duy của mình, và tư duy của mình sắc bén thì lời nói của mình nó sẽ sắc sảo, và hai cái đó nó đi đôi với nhau. Mình không có thể nào mà mình không đọc sách mà mình nói rằng là mình sẽ giảng hay được. Cái điều đó tôi nghĩ là nó không có make sense. Bởi vì mình đọc là cái ngôn ngữ nó thay đổi và nó rèn luyện cái tư duy của mình. Thì đó là những điều mà tôi thường áp dụng cho đời sống cá nhân của mình. Hỏi vợ. Vợ thì bao giờ cũng thành thật, đôi khi nó cũng thành thật một cách phũ phàng, nhưng mà thà thành thật phũ phàng nó còn hơn là không thành thật. Hỏi tín đồ thì họ sẽ sợ, họ ngại, sợ mục sư buồn, sợ mục sư nghĩ xấu về họ rồi đì họ, whatever reason. Nhưng mà trong hội thánh có những người chấp sự hoặc có những anh chị em lãnh đạo thân gần đó, mình có thể hỏi họ được. Chúng tôi thì mỗi tuần chúng tôi có một cái buổi staff meeting gồm có các mục sư với lại hai chấp sự. Thì trong cái buổi đó thì tôi tất tần tật những cái chuyện gì mà tôi muốn nói, muốn hỏi thì tôi đều có thể hỏi hai chấp sự, họ đại diện hội thánh, để họ trình bày cho mình cái góc độ từ hội thánh. Thì nó giúp ích cho tôi rất là nhiều ở trong cái chức vụ. Cái việc mà nghe lại bài giảng đó mục sư, thực ra là em không có cố tình đâu. Có một lần á, là do một cái lý do gì đó, nhưng mà tự nhiên em phải nghe lại thôi. Thì tự nhiên em nghe lại đó là tự nhiên em giật mình, tức là nghe lại cái bài giảng của mình đó, em giật mình, em nghe ôi tại sao nó lạ thế nhỉ. Là cái cảm giác đầu tiên. Cái thứ hai đó là em mới phát hiện ra đó là ví dụ như cái từ mà lặp lại, em dùng cái từ đó là quý ông bà anh chị em dùng cái từ đó lặp đi lặp lại, mà khi mà nghe lại đó mình mới biết là mình dùng rất là nhiều luôn, và thậm chí là mình lạm dụng, và đôi lúc là có những lúc là mình quên đó, mình cũng quơ cái từ đó vào để mình chữa cháy đấy. Thì khi mà em nghe lại đó thì bắt đầu là em phát hiện ra một số cái đó, và mình tự chỉnh lại. Thì đúng là nghe lại mà tự nhiên nói là mình đang nghe lại cái của mình, nó nghe nó kỳ lắm. Khó lắm nha. Nhưng mà đúng đúng là em thấy là cái đó là cái mà gần như là nó dễ làm nhất để mình có thể mình chỉnh lại cho bản thân của mình. Cái mà đối với em là một người mà vào trong cái việc giảng dạy rất là mới, em rất là mới mẻ so với các mục sư, mà em nghe các cái bài giảng như mục sư Vinh hay là mục sư Chính vân vân, em phải nói là cái cách mà không có lặp lại các cái từ đó, nói nó lưu loát á, em phải nói là rất là hay luôn. Đối với em thấy rất là hay. Cái em thì rất là mới mẻ, và khi mà em nói đó đôi lúc nó có cái chừng lại nhiều lắm. Thì các mục sư tuần sau thì em lên cái lầu đài thì các mục sư sẽ trảm em, nhưng mà vậy Không 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 trảm đâu, trim thôi chứ không trảm. Tỷ sửa đâu, không trảm đâu. cho hỏi mục sư Tính một một câu hỏi nữa. Mới coi là cái syllabus là phải nộp cái bài giảng thâu gửi cho mục sư là hạn chót ngày hôm nay. Mà tôi thì mấy bài giảng ở trên Facebook mà không biết làm sao mà download xuống rồi cắt hết mấy cái chương trình, rồi chỉ còn lại cái bài giảng thôi thì tôi làm không được. Đâu mục sư cứ gửi cái link Facebook của tôi được rồi. Nó cả một cái chương trình luôn mục sư. Tôi biết không sao hết. Thì khi mà mình nghe đó thì mình skip cái phần nào nó không có liên quan, mình nghe cái bài giảng thôi. Lát nữa gửi cho mục sư. Cảm ơn mục sư Tính. Còn quý vị nào không, để tôi coi lại lần nữa nè. Thì hiện bây giờ chúng ta đã xong mục sư Chính, mục sư Vinh, sư thầy Sơn, thầy Isaiah với thầy Trâm rồi. Bây giờ tuần tới thì chúng ta có mục sư Quang, thầy Hải, mục sư Tấn, thầy Xuân,
Với lại mục sư David Lâm, nhưng mục sư Lâm thì muốn rút khỏi lớp này bởi vì không có sự vắng mặt. Không biết là có thay đổi gì không mục sư Lâm, mục sư Hùng? Dạ, đây là lý do là em cái nội quy của nhà trường là chỉ cho vắng một mặt một buổi thôi, nhưng mà em thì em rất là ước ao được được học hỏi, tranh thủ làm vô em học hỏi như vậy để mục sư. Mà em sẽ, tại vì em vắng 2 buổi và tuần tới là một vắng nửa buổi nữa, cho nên để rất không có khó giải quyết cho mục sư, cho nên em thà drop out. Nhưng mà thực sự em rất là muốn được lắng nghe được cái sự góp ý của các mục sư ở đây để mà mình làm cho nó tốt hơn đó mục sư. Đó là cái quyết định của mục sư thôi. Okay, không, tôi không thành vấn đề, tại vì cái việc mà mục sư Hùng drop lớp hay không đó là mục sư liên lạc với trường. Còn tôi thì cái vai trò của tôi là chỉ hướng dẫn lớp thôi, chứ tôi không có quyết định cái việc sinh viên vào lớp hay là nghỉ lớp. Rồi mục sư Hùng cứ nói chuyện với lại cô Dung ha. Rồi yên tâm, mục sư nếu mà những buổi nào vắng mặt thì vắng mặt, còn những buổi nào không vắng mặt thì cứ vào lớp, không có trở ngại gì đối với tôi. Em cảm ơn mục sư. Thì theo cái schedule đó là tuần tới mình sẽ có một bài giảng của mục sư Hùng, nhưng mà mục sư Hùng nghe nói tuần tới vắng phải không? Em sẽ vô được cái khúc sau mục sư. Ok, Em ok. chỉ vắng 1 giờ tới 12 rưỡi là với dự lễ ra trường thôi. Như vậy thì để cái phần bài giảng của mục sư Hùng mình sẽ để cuối cùng cũng được. Cảm ơn mục sư. Sư Hùng, mục sư Quang, mục sư Hải, mục sư Tấn và thầy Xuân. Rồi cho cái tuần cuối cùng ngày 27 đó thì tôi có là thầy Lộc với lại thầy Phong, hiện bây giờ có hai hai bài thôi, không biết còn ai chưa gửi bài cho tôi không, tôi nghĩ chắc là hết rồi đó. Dạ, tôi Tôi nữa một xem. lát nữa phải gửi cho một thư. Ok. Rồi thì còn Pastor, Pastor Tim, I have a quick question for you, Pastor. Just from like a young person stepping into faith ministry, and so like what I've noticed is that there's such a disparity between the Vietnamese style of preaching and then like the EM style of preaching, whereas me as a young person, I'm trying to learn how to reach both, you know. And so like how would you encourage a person like me, like for example, I'm learning about how our culture works. It's the hardest thing for me right now. And so like as a person stepping into ministry, how do I preach or teach in a way that you think would reach the Vietnamese demographic more, even though I preach in English? What size is your shoe? 10.5. Can fit in a size A shoe? You can't. You can't, and you shouldn't. You're gonna kill yourself if you try to fit into a size H shoe. So my answer is just be yourself and leave the rest to the Holy Spirit. Now, the Vietnamese congregation, they do have different expectations for sure. But that doesn't mean that you will be less effective just because you are who you are, or you preach the way that God allows you to preach. Cho nên cứ cứ tin cậy Chúa, nhờ cậy Chúa. Không có, nếu mà có cái gì cần phải thay đổi một chút về cái phương diện bề ngoài, thí dụ như bây giờ thầy Isaiah giảng cho một cái cử tọa đa số là người lớn tuổi không, mà họ họ muốn cái người giảng mặc cái áo vest với lại cái cà vạt, thì nếu mà nó không phải là một cái vấn đề quá nghiêm trọng thì thầy có thể mặc cái áo sơ mi rồi đeo cà vạt thôi, đừng khoác áo vest vô, maybe nó quá nóng cho mình. Hoặc là nếu mà thấy comfortable khoác áo vest vô, đơn giản là để cho cái việc mà mình trình bày sứ điệp không bị cái yếu tố văn hóa ngăn trở người ta đón nhận vậy thôi. Còn về cái phong cách, tôi nghĩ cái cách mà thầy giảng nó đã có một cái nền tảng rất là tốt, cái sự diễn đạt nó rất là phong phú và nó thu hút đối với cử tọa. Thì cái người nghe đó, cái quan trọng của người nghe mình cũng cần phải giúp cho hội thánh đó, là khi họ nghe giảng như thế nào nữa.
Thường là mục sư lo cái chuyện giảng thôi, chứ mục sư không có dạy tín đồ cách để mà nghe giảng nữa. Thì cái đó là mình phải giúp cho họ để họ hiểu làm sao để nghe một cái người giảng và rút ra được cái sứ điệp gì đó cho chính mình, chứ không có lệ thuộc vào những cái kỹ thuật để làm cho họ bị thu hút. Bởi vì nếu mà họ chỉ trông cậy vào kỹ thuật thì cái người giảng mà sôi động thì sẽ thấy, họ thấy là ồ là được ơn, là được hấp dẫn. Còn cái người đứng con chỗ mà mặc dù giảng lời Chúa rất là sâu sắc, họ lại thấy không có giá trị, không ích lợi cho họ. Thành ra đó là cách mình cũng phải giáo dục cái người người nghe. Nhưng mà riêng về câu hỏi của thầy Isaiah thì thank you for asking that question. But I believe that you go with whatever the Holy Spirit tells you. To do whatever he tells you to do. And pour your heart out to the people. They will see your heart. That the most important thing in preaching is not the content of what you're preaching, but the heart through which you preach that message. Cái sứ điệp, cái tấm lòng của chúng ta, quan sứ điệp là quan trọng, nhưng mà tấm lòng chúng ta nó cũng rất là quan trọng. Và cử tọa khi họ thấy được tấm lòng của mình đó, thì họ sẽ đón nhận cái sứ điệp của mình một cách dễ dàng. Cho dù sứ điệp đó là trong tiếng Anh, họ nghe họ không có hiểu rõ, nhưng mà cái cách mình diễn đạt và cái tấm lòng của mình được bày tỏ rõ ràng đó, thì họ sẽ thấy wow, đây là một người được sự sức giàu của Đức Chúa Trời. Và and remember this, the sermon can do good in many ways, but then it can only do as much. Một bài giảng không thể nào làm tất cả mọi việc ở trong hội thánh được. Thành ra chúng ta cần phải mình chuẩn bị tốt nhất cho bài giảng, mình giảng tốt nhất, nhưng rồi cái đời sống của mình sau cái bài giảng đó với hội thánh của Đức Chúa Trời là cái yếu tố quyết định khiến cho cái bài giảng của chúng ta ngày Chủ nhật đó nó có thành công hay không. Bài giảng ngày Chủ nhật mà mình giảng về yêu thương, về công bình, thánh khiết, nhưng mà trong tuần từ thứ hai đến thứ bảy rồi mình sống một cái đời sống khác, hoặc là đối với tín hữu mình không có bày tỏ được cái tâm tình của mình đối với họ, thì cái bài giảng của mình ngày Chủ nhật nó không có giá trị hết. Cho nên người ta phải thấy mình sống cái bài giảng mà mình giảng thì nó mới là giá trị cho họ. Ok, cảm ơn thầy Sa hỏi câu hỏi đó. Yeah. Quý vị có câu hỏi? Hôm nay mình học quá giờ luôn ha ta. Vậy đó, đúng rồi, quá nửa tiếng. Bữa nay siêng năng quá, học sinh siêng năng quá. Tôi cũng định nói, nhưng mà cảm ơn một sư quan nhé. Ok, vậy nếu không có câu hỏi gì nữa, chúng ta dừng ở đây ha. Tôi sẽ gửi cái video bài học ngày hôm nay ra cho quý vị. Mục sư phải nói là cái cách mục sư đang hướng dẫn cái lớp học này nó rất là có ích cho tất cả các anh em tham gia đây, mục sư. Và phải nói là tuyệt vời đó, mục sư. Yeah. Cảm ơn Chúa. Tôi đã rất đồng ý với mục sư Tấn. Có thể nói rằng đây là cái lúc mà rất là ý nghĩa, mục sư. Em cũng hơi bất ngờ cái cách mục sư tiếp cận đó. Em nghĩ là giảng thực hành đọc cái tựa đề nhưng mà cái cách mục sư tiếp cận là phải nói là nó giúp ích rất là nhiều cho cái công việc hầu việc Chúa, mục sư. Cảm ơn mục sư. Tôi rất là phục đó, là mục sư để ý đến hồi cái ông mục sư cái bóng thôi, cái bóng người đó, mục sư cũng để ý. Mà như mục sư không có để ý cái nữa là tôi hỏi mục sư để ý cái bóng mà cái bục giảng của thầy Trâm hơi cao đó, mà tại mục sư không thấy bục sư. Đúng không thầy Trâm, cái bục giảng hơi cao hơn là cũng hơi có thể là cái phone mà của thầy Trâm để nó từ dưới nó đi lên thì mình có thể là nó đôi lúc nó có thể là mình bị misleading một chút đó. Hoặc là thầy Trâm hơi thấp, cái đó là một có thể trong cái đó nghĩa đó. Mình nói là tôi là lùn quá thàm. Cái nó lùn quá đi cho nó dễ nghe. Mà một sư quan ơi, mình nói những cái mình nói để người ta tự hiểu được rồi, mình đâu cần nói nữa. Nhưng mà cảm ơn Chúa, tôi học được như thế nào thì tôi cậy ơn Chúa để giúp đỡ cho Chúa ấy. Đơn giản vậy thôi, tấm lòng của tôi luôn là tất cả các cơ đốc nhân ở trong hội thánh người Việt chúng ta, họ nghe lời của Chúa được trình bày một cách sâu sắc, có không phải chỉ có chiều sâu nhưng mà luôn cả cái tác động trong lời của Chúa nữa. Mình cần điều đó lắm, mình cần những người giảng. Kinh Thánh nói rất rõ, phải giảng như sấm truyền,
mình giảng giống như là lấy cái khua chiên gõ mõ không không được, phải giảng như sấm truyền mới được. Đó là cái điều mà cái câu đó là cái câu mà ông ngoại tôi mục sư Lê Văn Phải ông hay nhắc nhở con cháu đó. À, ông nhắc trực tiếp là với mục sư Vinh anh hai của tôi, và anh hai tôi nói lại với tôi, anh nói là con giảng lời của Chúa phải giảng như sấm truyền. Và Mục sư là cháu của Lê Văn Phải là có liên quan gì với lại Lê Phước Lạc không mục sư? giờ tôi kêu mục sư Lê Phước Lạc bằng cậu cậu ruột. Ồ vậy là mục sư là con của người nào? À, mẹ tôi là Lê Thụy Huỳnh Huỳnh Liên, à, Úc nữ của ông mục. Ồ Út nữ, ồ tại vì dượng của em là Lê Phước Thiện. Ồ vậy đó. Vòng vòng thôi, với lại Lê Phước Lãi. Dạ. Cảm ơn Chúa có cơ hội được biết thầy Phong. Dạ thì tôi cầu nguyện Chúa để Chúa ban ơn trên quý tôi tới Chúa, vì tôi biết rằng đây là một cái chức vụ mà Chúa giao phó cho chúng ta, nó rất là nặng nề, lớn lao, nhưng mà nó chỉ nặng nề khi chúng ta cố gắng gánh nó một mình. Nếu như mà mình nhờ cậy Đức Chúa Trời, tôi không muốn nói điều gì sớm, nhưng mà cái hội nghị vừa rồi, hội nghị cầu nguyện vừa rồi đó, nó là một cái bước ngoặt ở trong đời sống, và có thể là một bước ngoặt trong chức vụ của cá nhân tôi, cũng như là bước ngoặt ở trong hội thánh của Chúa tại Gò Linh. Amen. Vì cầu nguyện Chúa để điều mà Đức Chúa Trời đã khởi làm ở trong tôi nó sẽ kết quả theo cái thánh ý của Chúa. Một trong những điều tôi cũng muốn chia sẻ đây ngắn gọn để quý vị nhớ và cầu nguyện cho chính đời sống của mình. Cái điều mà ấn tượng với tôi trong cái hội nghị đó là ông mục sư diễn giả đó, ông cầm lên một cái chiếc máy bay. Trên cái cánh đó thì ông ghi là cầu nguyện, trên cái cánh bên kia ông ghi là lời Chúa. Và ông tháo cái cánh cầu nguyện ra, xong rồi ông hỏi chúng tôi cái máy bay này bay được bao xa. Và khi ông tháo cái cánh cầu nguyện là tôi hiểu ngay lập tức cái điều mà Chúa muốn tôi phải quan tâm ở tại Hội Thánh Gò Linh. Bởi vì chúng tôi rất tốt ở trong vấn đề giảng dạy lời của Đức Chúa Trời, nhưng chúng tôi rất yếu trong vấn đề cầu nguyện. Tôi thấy hình ảnh đó là Chúa phán liền ngay trong lòng tôi cái điều đó. Và nó phải thay đổi. Và cái điều mà Chúa nói với tôi là nó phải thay đổi. Hội Amen. thánh phải thay đổi. Và cái cách mà họ tổ chức cái giờ cầu nguyện ở trong hội thánh đó, cái cầu nguyện nó không phải là cái personal prayer, nó là cái corporate prayer, tức là cầu nguyện tập thể cả hội chúng cầu nguyện luôn. Thì họ nói cái giờ cầu nguyện tối thứ ba của họ đó, nó trên nhiều góc độ nó quan trọng hơn cái giờ thờ phượng sáng chủ nhật. Và tôi ngạc nhiên khi tôi nghe cái điều đó, nhưng mà khi họ diễn giải đó thì tôi thấy nó hợp lý. À, vì trong cái giờ cầu nguyện đó họ họ không có tìm kiếm điều gì khác hơn là sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và họ dùng cái chữ là manifest presence of God. À, nó không phải là cái hướng ân tứ giống như là mình quen biết, nhưng mà là sự hiện diện vận hành mạnh mẽ của Đức Chúa Trời trong cái giờ cầu nguyện của Hội Thánh, khi mà Hội Thánh tập trung tìm kiếm mặt Chúa, tìm kiếm sự hiện diện của Chúa. Và ông nhấn mạnh một điều là phần lớn cái cách các Hội Thánh tiếp cận Chúa đó, tiếp cận sự cầu nguyện đó là xin này xin kia xin nọ, Chúa cho này Chúa cho kia, Chúa nọ Chúa ban này Chúa ban, Chúa ban Chúa ban Chúa ban, Chúa giúp Chúa giúp, Chúa gìn giữ Chúa gìn giữ. Nhưng mà ít có Hội Thánh nào thực sự cầu nguyện xin Chúa hiện diện, xin Chúa bày tỏ sự hiện diện của Chúa. Chúng con khao khát sự hiện diện của Ngài, chúng con muốn được ở trong sự hiện diện của Ngài. Và ông nói rằng là khi mà Đức Chúa Trời hiện diện đó, thì tất cả những cái chuyện khác nó sẽ đi theo. Và có những phép lạ cặp theo trong cái sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Rất nhiều người được chữa lành tật bệnh mà không cần phải đặt tay cầu nguyện xô té trùng mền gì hết trơn á. Và có những cái buổi cầu nguyện như vậy, người ta lên tên Chúa, người ta được làm báp têm ngay lập tức, có cái lời chứng hẳn hoi, rồi bước vào trong cái tiến trình môn đồ hóa. Thì họ có sẵn cái hệ thống hết trơn rồi, cho nên chúng tôi học được rất là nhiều trong cái chuyến đi vừa rồi. Muốn chia sẻ là một chút để khích lệ quý tôi tới của Chúa, những cái gì mà chúng ta thời gian mà chúng ta được chia sẻ với nhau ở trong khuôn khổ của lớp học cũng là cái điều quý giá trong cái chương trình của Chúa. Amen. Chúa giúp đỡ cho quý vị trong những ngày tới. Ok, thôi chắc chúng ta phải dừng ở đây nha. À, không thôi là ngồi thành 6 giờ luôn đó. À, chắc mời mục sư chính cầu nguyện chúng ta kết thúc nha. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài một buổi học thật phước hạnh.
chúng con được có cơ hội để chúng con nhìn lại những gì Chúa cho chúng con có cơ hội để làm. Không phải là điều để chúng con so sánh hay là tìm kiếm cái gì khác. Chúng con ao ước mỗi ngày chúng con được Chúa dùng một cách hiệu quả hơn. Chúng con trọng trách rất là lớn trong sự nuôi nấng nhân sự của Chúa qua lời của Ngài. Và Chúa cho chúng con được cơ hội để làm điều đó trong sự rao giảng lời của Chúa. Chúng con còn nhiều yếu đuối, còn nhiều giới hạn. Xin Chúa thương xót và giúp đỡ để mỗi ngày chúng con có thể cải thiện, nhất là qua những cái lớp học như thế này. Chúng con cảm ơn Chúa về đầy tớ của Chúa, về những gì ông đã chia sẻ ngày hôm nay, đặc biệt trong cái sự làm việc của Chúa Thánh Linh trong cái buổi cầu nguyện mà đầy tớ Chúa đã có cơ hội tham dự. Chúng con được sự khích lệ rất là nhiều. Và xin Chúa cho chúng con cứ bám víu lấy Chúa và tìm kiếm cái điều Chúa biết rằng chúng con còn đang thiếu từ trong cá nhân, gia đình và hội thánh của Chúa. Xin Chúa ngài giúp đỡ để chúng con có thể tìm thấy được điều chúng con cần, để hầu cho chúng con có thể chu toàn công việc mà Chúa ngài đã giao phó cho chúng con. Hầu vì chim của Chúa có thể kinh nghiệm được sự phước hạnh khi bước đi với Chúa trong đời sống này. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước để mỗi chúng con, tôi tớ của Chúa, những người sẽ dự phần trong việc giảng dạy lời Chúa vào ngày mai. Xin Chúa cho tất cả đều được ơn của Chúa. Amen. Cảm ơn của ngài cho dân sự. Chúng con cảm ơn ngài và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus. Amen. Amen. Cảm ơn quý vị. Xin chào với Thái quý, tôi tới Chúa. Cảm ơn quý vị. Chào tất cả quý mục sư.